Đại Phượng giàu mạnh ấm no từ triều đình đến phố phường ái nấy đều phấn khởi chăm lo học hành. Người ta nói muôn nghề đều thấp kém chỉ có học hành là cao nhất, văn nhân học giả được tôn sùng. Những kẻ vũ phu mù chữ luôn gặp khó khăn, mà nay Đại Phượng yên bình cuối cùng cũng xuất hiện một tin chấn động dân chúng không ai là không tụ tập hóng hớt. Chỉ vì trong cuộc thi tài nữ được muôn người chú ý phu tử đệ nhất thiên hạ Văn Thần Dực đích thân làm giám khảo. Mà nữ tử Trình Mãn Ý xuất thân từ một võ quán không có tiếng tăm nhờ vào tài năng học vấn của mình mà nổi trội hơn người giành ngôi đầu bảng và được hoàng gia ban hôn. Không lâu sau gả cho Văn Thần Dực, không ngờ vào ngày cưới Trình Mãn Ý lại bỗng dưng bỏ mạng được ông Bô mời thầy về gọi hồn. Thì cũng gọi hồn thành công đấy cơ mà hồn này nó lạ lắm, Trình Mãn Ý nhớ là mình đang bắt trộm cơ mà sao lại xuất hiện ở đây. Lẽ nào bản thân đang lạc lối trong phim trường cổ trang à? Trình Ba Ba vội vàng cầu xin đại sư nghĩ cách cứu con gái bị điên của mình, đại sư giỏm nói phải hoàn thành hôn lễ nếu không hết cứu nổi. Nghe đến cái tên Văn Thần Dực Trình Mãn Ý thấy quen lắm. Chả phải là nam chính trong chuyện tài nữ đệ nhất thiên hạ sao? Bây giờ cô nàng mới nhận ra mình xuyên không vào thân thể của nguyên chủ mất tiêu rồi còn bị Trình Ba Ba trói lại ném vào kiệu hoa. Gà mờ xuyên không mở màn chế độ địa ngục để một học sinh yếu kém như cổ trở thành tài nữ đệ nhất thiên hạ còn phải kết hôn với một nhân vật 2D, có còn công lý có còn vương pháp không hu hu. Trình Mãn Ý không chịu chấp nhận số phận trốn người hầu trèo lên mái nhà nào ngờ dẫm vỡ luôn gạch ngói rớt thẳng xuống bếp. Trước mặt còn có một anh đẹp trai, cô nàng ngây người ngắm trai đẹp cho đến khi được đối phương nhắc mới nhấc cái đít sắp bị nướng chín của mình lên. Tưởng anh đẹp trai là đầu bếp thật nên Trình Vãn Ý vô tư bốc phét gì mà thực hiện một nhiệm vụ bí mật đến để thử độc tiện thể thử lòng trung thành bla bla không cho người ta cơ hội nói chuyện. Cô nàng không biết người trước mặt chính là ông chồng trên danh nghĩa của mình. Văn Thần Dực ngây người không hiểu sao nàng ấy lại không nhận ra mình tính cách còn thay đổi hoàn toàn lời lẽ lại hết sức quái lạ. Trình Mãn Ý vô tư múc bang cả bàn đồ ăn mà nam nhân đã vất vả nấu. Cái mâm này tên là tiệc nương tử vốn là dành cho tân nương. Sau khi ăn xong cua ngâm rượu mà bà trẻ loạng choạng quay trở về phòng say khướt khườn khượt truy tìm bóng dáng Văn Thần Dực khắp nơi. Thấy nàng say như thế vốn Văn Thần Dực định đến thư phòng nghỉ ngơi lại bị kéo xuống giường đè lên người. Trình Mãn Ý chỉ muốn nói mình đích phải tài nữ thiên hạ đệ nhất gì gì đó. Mình chỉ là Trình Vãn Ý mà thôi nhưng không phải là cô gái trong sách. Văn Thần Dực chả hiểu thê tử đang nói nhăng nói cuội gì cả chỉ cho rằng nàng ấy uống say rồi. Thế quái nào Trình Mãn Ý lại giơ chân đạp một cái khiến giường tân hôn đổ sập cả xuống rồi lại đè nam nhân xuống giường. Mấy người văn gia nghe thấy động tĩnh liền chạy vào lại bị cảnh tượng trước mặt gây sốc vội vàng đi ra ngoài để đôi trẻ có không gian riêng. Chỉ tội Văn Thần Dực bị nương tử đè bất lực vẫy tay cầu cứu mà không có ai chịu tới. Sáng hôm sau, Trình Vãn Ý tỉnh dậy nhìn căn phòng như bị ai cướp liền nghĩ ngay mình bị Văn Thần Dực ứ ử. Mấy vết bầm tím trên người càng chứng thực cho suy đoán của cô nàng. Còn đang không biết phải làm sao thì Văn Thần Dực bước vào. Bây giờ cô nàng mới biết đầu bếp đẹp trai hôm qua chính là ông chồng của mình. Trình Mãn Ý mắng Văn Thần Dực là đồ nam nhân gian manh. Để ngăn mình chạy trốn không chỉ giả làm đầu bếp mà xê chéo ngược òn bỏ thuốc vào thức ăn lại còn có ý đồ xấu. Văn Thực Dực đến là cạn lời với đầu óc não bổ của đối phương. Thứ nhất là nàng tự cho rằng hắn là đầu bếp còn không cho nói lời nào. Thứ hai là nàng ăn sạch cua ngâm rượu rồi say xỉn ngất đi. Thứ ba tất cả dấu vết trong phòng đều do nàng gây ra. Hơn nữa nếu không muốn gả thì sao không nói sớm. Hiện giờ cả hai đã là phu thê hoàng gia ban hôn sao có thể tùy tiện hủy bỏ. Chuyện hòa ly cần phải tính kế lâu dài. Trình Mãn Ý vừa đi dạo loanh doanh vừa nghe Đông Thanh miêu tả bản thân trước đây. Tóm lại nguyên thân trước đây đúng chuẩn là một tiểu thư khuê các điển hình giống hệt Lâm Đại Ngọc đầu toàn chữ nghĩa bệnh đầy người, lìa đời ngay lúc đại hôn để cổ nhập vào. Trình Mãn Ý thấy cô gái xinh đẹp trước mặt sắp rớt xuống dưới nước liền vội vàng chạy tới đỡ, thì ra đây là bà cô bên chồng trong truyền thuyết tên Văn Thần Vi. Đến giờ dâu mới bái kiến cha mẹ chồng, ngay lúc Văn Thần Vi bưng khay trà tới thì vấp chân ngã, may mà Trình Vãn Ý phản ứng nhanh dùng chân đỡ. Đến lúc cái khay về tay em chồng rồi cô nàng mới nhận ra bầu không khí gượng gạo trong phòng. Kết thúc màn dâu mới bái kiến cha mẹ chồng, Trình Mãn Ý đương muốn bỏ của chạy lấy người thì Giao Bạch đi tới định báo cho nàng biết bệnh khó nói của công tử. Nào ngờ Trình Mãn Ý lại cho rằng bản thân đã sớm nhìn ra từ lâu mà không chịu nghe Giao Bạch nói hết. Bên này, Đỗ Trung Thừa chạy đến văn gia truyền khẩu dụ của Thánh Thượng. 3 tháng sau tang di ngoại thành dẫn theo sứ đoàn Văn Tê Hần đến thăm triều đình Đại Phượng. Lúc đó Văn Thần Dực phải đưa Trình Mãn Ý lên diện thánh và mang theo những học trò xuất sắc của học viện cùng thi tài văn chương. Chuyện liên quan đến thể diện của Đại Phương chỉ được phép thắng không được phép thua. Phía Trình Mãn Ý, cô nàng muốn trở về nhà nên chạy vào quan tài nằm. Đáng tiếc có làm cách nào cũng không về được còn bị Trình Ba Ba đánh ngất ném trở lại văn gia. Đúng lúc ấy Văn Thần Dực đi vào đưa cho nàng xem chữ viết của nguyên thân khi trước, cô nàng nhìn mà tưởng toàn là ký hiệu gì đâu. Tóm lại là khung có hứng thú, Trình Mãn Ý một tay nhấc ông chồng sang bên cạnh ngẩn ngơ đi dạo suy nghĩ linh tinh vô tình đụng phải Giao Bạch. Nhìn đống đồ rơi xuống đất Trình Mãn Ý nhớ tới bức tranh cổ lúc mình ngã xuống bị biển quảng cáo đè liền hỏi Giao Bạch. Biết ông chồng mình là người cất giữ nhiều tranh cổ nhất cái Đại Phượng này. Cô nàng nhanh chóng truy tìm đáng tiếc vẫn không thấy, đúng lúc ấy Văn Thần Dực tới. Trình Mãn Ý buộc phải giải thích bản thân trước đây mất trí nhớ, nhìn tờ giấy chi chít chữ tiểu triện trước mặt. Cô nàng chỉ nhận ra đúng chữ đơn nên tưởng là giấy ly hôn cứ thế ấn dấu vân tay đồng ý, chờ đến khi nàng ấn xong rồi mới biết đây là bản cam kết.
Để giữ cái mạng nhỏ, Trình Mãn Ý chỉ đành đồng ý theo Văn Thần Dực đến học viện học tập làm việc như hắn căn dặn. Đổi lại hắn sẽ cùng cô nàng diễn một đôi vợ chồng ân ái, còn có che giấu việc Mãn Ý mù chữ và tìm tranh cổ cho đồ chóa phúc hắc xấu tính. Rõ ràng là hắn có chuyện nhờ cô, thế mà làm như cô đang cầu xin hắn vậy. Đúng là nam nhân gian manh biến thái. Văn Thần Dực nhìn bức tranh mà Trình Mãn Ý vẽ chỉ cảm thấy đầu óc sắp phình to như trái bóng. Trong lúc đi dạo phố, Trình Mãn Ý được trải nghiệm cảm giác dùng mặt trả tiền. Cũng do Đại Phượng trước giờ luôn trọng văn khinh võ, tuy nhiên Trình Mãn Ý lại không thích điều này, vì cô cho rằng con người không nhất thiết phải phân chia như vậy. Mỗi ngày ăn uống uống đi lại bla bla cũng đều do thường dân chạy khắp nơi cung ứng cả, đến lúc bảo vệ nước nhà vẫn phải dựa vào những người học võ, chứ chả lẽ lại đi giảng đao pi lý cho địch nghe ư, khéo đang giảng thì bị chém chết rồi ấy chứ. Tóm lại mọi người sinh ra đều là bình đẳng, ao cũng có thế mạnh riêng, trời sắp mưa. Trong lúc Văn Thần Dực đi mua ô thì Trình Mãn Ý bị cửa hàng tranh cổ gần đó thu hút, mang tâm lý ăn mày. Cô nàng bèn đi đến xem, đang xem thì bị động tĩnh của đệ nhị tài nữ thu hút sự chú ý. Đỗ Nhã Cầm là con gái của Đỗ Trung Thừa, điển hình của trà xanh chính hiệu, mở mồm là Văn ca ca, Văn ca ca. Muốn để Trình Mãn Ý hiểu lẫm quan hệ giữa mình và Văn Thần Dực, thấy nam nhân tới còn giả vờ ngã nữa chớ. Đừng lo, Văn Thần Dực là chuyên gia trị trà xanh, ảnh đứng về phía vợ bảo vệ vợ mình cơ. Còn nhắc nhở trà xanh đừng giở mấy trò dơ bẩn, trước đó trong cuộc thi tài nữ hắn đã thấy hết tất cả rồi. Buổi tối, Trình Mãn Ý sợ Minh sẽ bị Văn Thần Dực nhúm chàm mà nghĩ ra đủ mọi trò, còn tuyên bố dõng dạc bản thân không sợ. Không sợ thế mà lại giấu dao trong người à? Bà trẻ nhanh trí phét lạc dao dùng để gọt hoa quả. Thấy đối phương đi về phía giường, Trình Mãn Ý lập tức lao đến lại bị cái giá đỡ nến đập trúng đầu. Văn Thần Dực hết cách chỉ đành lăn trứng cho nàng nói bản thân sẽ ngủ ở trường kỳ. Nửa đêm nửa hôm đang bị thì Trình Mãn Ý bị Văn Thần Dực làm giật cả mình, lại còn gọi tỉ tỉ nữa chớ. Tưởng anh chàng nói dối nên cô nàng thầm cảm thán trong lòng, quyết định phải dùng thủ đoạn chuyên nghiệp máy phát hiện nói dối chạy bằng cơm. Trình Mãn Ý vừa hỏi vừa đặt tay lên ngực đối phương cảm nhận nhịp tim, bấy giờ cô nàng nhận ra tên Văn Thần Dực có lẽ bị tâm thần phân liệt rồi. Xuất phát từ lòng thương hại, Trình Mãn Ý đành dỗ dành chơi trò chơi với Văn Thần Dực 9 tuổi, còn du hắn ngủ nữa chớ. Sáng hôm sau, Văn Thần Dực tỉnh dậy cảm thấy mật mặt vô cùng, chỉ muốn chui đầu xuống đất làm đà điểu, hắn vội vàng bật dậy bỏ đi ngay và luôn. Sáng sớm, Trình Mãn Ý ngủ dậy muộn nghe Đông Thanh nói mới nhớ ra bản thân phải đến học viện. Dị là bà trẻ chạy như điên điều khiến con scooter phiên bản cổ đại chạy bằng cơm đi tới học viện, thấy trước mặt có xe ngựa bà trẻ liền móc dậy đi ké lại bị ngu ồ ta tưởng là thích khách. Xe dừng đột ngột, mẹ trẻ cứ thế phi thẳng người vào trong, nhìn quần áo này Trình Mãn Ý phán đoán hẳn cũng là học viên của học viện, liền tiết lộ thân phận nương tử của Văn phu tử, cũng tức là sư nương của y, tiện đây bà trẻ đi ké xe của người ta luôn. Phía học viện đệ nhất thiên hạ, Văn phu tử đi tới đâu là các học viên nữ ồn ào xôn xao tới đó. Trà xanh Đỗ Nhã Cầm cũng nhân cơ hội chia rẽ tình cảm của hắn và nương tử. Đúng lúc ấy xe ngựa tới, Trình Mãn Ý cùng nam tử bước xuống bị mấy người khác đổ cho tội đã lấy chồng còn qua lại với người khác, Đỗ Trà Xanh cũng bỏ đá xuống giếng. Văn Thần Vi một mực ở bên cạnh bên chị dâu, đúng là bà cô bên chồng của năm, hết cách Trình Mãn Ý đành chạy đến bên Văn Thần Dực ủn mông đẩy Trà Xanh ra rồi nép vào người ông. Chồng ẩn ý kể cho mọi người nghe đêm qua hai người ân ái ra sao, bàn triết học cuộc sống như thế nào. Nên hôm nay nàng mới dậy muộn, bây giờ nghe Đỗ Trà Xanh nói Trình Mãn Ý mới biết người mình đi nhờ xe cùng là Ngũ Hoàng tử Phượng Tê Ngô. Để chọc tức Đỗ Nhã Cầm bảo vệ cho thanh danh của cả hai, cô nàng bịa ra một câu chuyện tình lãng mạn giữa bản thân và ông chồng khiến mọi người cảm thán không thôi. Trình Mãn Ý không quên nhắc đến Trà Xanh, những kẻ bề ngoài trông thuần khiết như Trà Xanh, nhưng sau lưng thì thủ đoạn toan tính thích phá hoại tình cảm của người khác. Người xung quanh gật gù tiếp thu kiến thức mới, Đỗ Nhã Cầm vẫn cho rằng Trình Mãn Ý bịa. Còn Văn Thần Vi thì hết sức mình bảo vệ chị dâu, hừm đã thế Trình Mãn Ý kéo ông chồng lại chụt một phát lên má đối phương. Mọi người không khỏi ồ lên kinh ngạc, chuyện này cứ thế kết thúc. Học viện thiên hạ đệ nhất do tổ tiên Văn gia mở ra từ thời mới lập nước, trải qua trăm năm sương gió là tấm gương sáng cho muôn đời, có thể nói là danh tiếng hiển hách oai phong lẫy lừng. Nhân tài của học viện trải khắp thiên hạ, mỗi năm đều tiến cử cho triều đình rất nhiều, ở đây dạy tổng cộng 7 môn cầm kỳ thư họa lễ nhạc số, cứ 7 ngày được nghỉ 3 ngày. Văn Thần Dực vừa dẫn con vợ đến giảng đường vừa giới thiệu từng chút một cho nàng nghe. Vì là nơi trọng văn khinh võ nên học viện không có môn thể dục, điều này làm Trình Mãn Ý bất mãn không thôi. Bởi cô cho rằng dù là văn hay võ cũng nên được hưởng nền giáo dục công bằng như nhau. Trong tiết học họa, Trình Mãn Ý nghe Văn Thần Vi nói mới biết hồi ông chồng 9 tuổi từng bị người xấu hạ độc. Mặc dù đã chữa rất nhiều nơi nhưng cũng không thể khỏi hoàn toàn, thế nên mỗi lần Văn Thần Dực phát sốt là thần trí sẽ quay trở về lúc 9 tuổi. Hôm qua hắn sốt cũng vì che gần hết phần ô cho vợ, còn bản thân thì chịu ướt. Con ả Trà Xanh Đỗ Nhã Cầm soi thấy hai người này nói chuyện trong giờ liền đứng bật dậy mách lẻo phu tử, còn chủ động vẽ một bức uyên ương nghịch nước để làm nổi bật tài năng của mình nữa. Đã thế Trình Mãn Ý liền vung vẩy các màu mực vào với nhau rồi phụt nước lên tạo thành một bức nghị hoa.
Văn Thần Dực phối hợp với vợ, hơn nữa còn có bướm bay vô đậu, Đỗ Nhã Cầm không làm gì được, chỉ có thể trở về chỗ ngồi. Thì ra bức nhụy hoa đó được cô nàng bôi thêm mật ong dụ bướm tới. Các tiết học sau, Trình Mãn Ý cùng Phượng Tê Ngô ngủ gật tỏng giờ rồi lại dùng cờ bắn chim vẽ rùa. Văn Thần Dực nhìn mà sốt cả ruột, liền lập kế hoạch học cấp tốc trong 3 tháng cho cô nàng. Vừa nghe đến lịch học là Trình Mãn Ý chỉ muốn bỏ chạy cơ, mà thấy bức tranh trên tay ông chồng lại nhảy vào bàn học. Mỗi tội vẫn chẳng chú tâm học hành được bao nhiêu, dùng các thể loại lý do để trốn. Đáng tiếc Văn Thần Dực vẫn cao tay hơn nhá, hắn còn tự mình cầm tay vợ dạy nàng viết chữ cơ. Chỉ là Trình Mãn Ý đã không chịu nổi nữa, muốn nhân lúc chồng tắm chôm tranh đi cơ mà vẫn bị phát hiện ra. Lúc bỏ chạy còn dẫm phải cục xà bông ngã bố nó vào bồn tắm cabin ông chồng luôn. Ai dô dô ngượng ghê luôn ó. Thì ra bức tranh trong tay Văn Thần Dực là tranh Trình Mãn Ý vẽ lúc sáng. Đúng là đồ nam nhân gian manh cáo giả, không nhịn nổi cục tức này. Cô nàng định ban đêm mở cửa sổ khiến Văn Thần Dực phát sốt cơ, mà nghĩ lại thất đức quá nên thôi. Có điều sáng hôm sau chỉ mới hứng đúng một cơn gió thôi mà ảnh đã tự sốt rồi. Đúng là ý trời mà, nhân lúc Văn Thần Dực 9 tuổi còn ở đây. Bà trẻ liền bắt ổng cơm bưng nước rót đấm bóp chân tay cho mình, còn muốn ổng dùng hết lời lẽ trên thế gian để khen mình nữa. Dực 9 tuổi chỉ là một đứa nhỏ có thể có bao nhiêu vốn từ vựng chỉ, nhưng hắn vẫn thành công dỗ vui cô vợ được Mãn Ý rủ dê trốn dạy học đi dạo phố vui chơi. Đổi lại Dực 9 tuổi dẫn nàng đến Trình Trạch xem đám người tập võ, thì ra hắn từng muốn học võ nhưng cha không cho. Ông ấy nói luyện võ không phải đường ngay nẻo chính, cứ bắt con trai phải đọc sách. Thế là Mãn Ý nhanh trí nhờ các huynh đệ biểu diễn cho ông chồng xem, còn xin được quyển phổ Trình ra nữa, để cảm ơn nàng Dực 9 tuổi mua một đôi chim tương tư mỗi người giữ một con. Trong lúc Mãn Ý mải xem tranh thì Dực 9 tuổi bị mấy đồ chơi bên đường thu hút sự chú ý, chờ đến khi nàng phản ứng lại đã không thấy ông chồng mình đâu. Lúc nàng đi tìm chồng thì vô tình bắt gặp Phượng Tê Ngô cũng trốn học, đúng lúc ấy có người chạy qua. Mãn Ý nhận ra tên đó đang cầm quần áo của Văn Thần Dực liền đuổi theo một đường, cuối cùng cũng bắt được. Thế mới biết tên này là Thôi Tuyển, thanh mãi trúc mã của Mãn Ý. Thì ra gần đây trong thành thường có nhiều người mất tích, sau khi Thôi Tuyển điều tra phát hiện có một nhóm lừa bán người và đấu giá. Hẳn bọn chúng nhắm đến ngoại hình của Văn Thần Dực. Bên này, Văn Thần Dực cuối cùng cũng tỉnh. Nhận ra tình cảnh của bản thân, hắn chỉ có thể giả vờ ho ra máu để được nhốt chỗ khác dò xét tình hình xung quanh. Quan sát bên ngoài, Văn Thần Dực biết mình đang ở lò Phượng Hoàng. Hắn nhanh chóng xé gấu áo dùng máu làm mực để chim tương tư mang thư đến cho Mãn Ý. May sao ba tên học sốt vẫn nhận ra mặt chứ lập tức chạy đến lò Phượng Hoàng. Bên trong, Văn Thần Dực chú ý thấy tên cầm đầu thường hay bớt xén tiền lương của huynh đệ liền nhanh trí châm ngòi ly gián bọn chúng. Mấy người ngũ hoàng tử giả làm thương nhân vung tiền đi vào đấu giá. Trước khi đấu giá, Văn Thần Dực hát một bài hí khúc ám chỉ Mãn Ý tìm cách làm loạn. Dị là Mãn Ý theo ánh mắt của ông chồng ra giá cao rồi đưa tiền cho lão nhị. Lão đại lập tức giật lại. Quả nhiên bọn buôn người chưa gì đã nội loạn choảng nhau ầm ầm. Nhân cơ hội này, mấy người Văn Thần Dực Trình Mãn Ý thả hết các con tin ra. Người dân vô cùng cảm kích nữ chính vì đã cứu người nhà mình nên xúm hết cả lại tặng cho một đống đồ. Văn Thần Dực chỉ đành thay nương tử nhận một cái bảng hiệu. Trở về nhà thấy tên Đỗ Trung Thừa lại chạy đến Văn gia kiếm chuyện, Mãn Ý bèn dương cao ná chơi khăm lão một phen. Tuy nhiên cô vẫn không hiểu, Văn gia trung lập chưa bao giờ kết thù mà ông chồng cũng chẳng làm quan. Rốt cuộc những kẻ tổng tối cứ nhắm vào Văn gia để làm gì? Văn Thần Dực vừa về phòng đã thấy con vợ quỳ ván giặt đầu đội chậu xin lỗi liên tội, hắn cũng chẳng thèm so đo với cô nàng làm gì. Phía Đỗ gia, biết Trình Mãn Ý võ nghệ cao cường, cha con họ Đỗ bắt đầu kiếm chuyện chỉ để chứng minh nàng ấy không phải là đệ nhất tài nữ. Văn gia sẽ phạm tội khi quân lão cũng nắm được học viện trong tay. Hôm sau lão ta chạy đến học viện đánh cờ với Văn Thần Dực, đưa ra lời mời ép buộc Trình Mãn Ý phải lên đánh đàn. Bên này, con ả Đỗ Cầm cũng âm thầm sai người gài bẫy Mãn Ý viết chữ. May sao có Văn Thân Vi giả vây kịp thời. Thì ra cô ấy đã sớm được huynh trưởng tiết lộ bí mật cho. Trình Mãn Ý khóc thét khi biết mình phải học đánh đàn cấp tốc cơ mà được chồng ôm vào lòng dậy vẫn cứ là sung sướng. Bên ngoài Văn Phủ, Thôi Tuyển tới tìm Mãn Tỷ lại bị Văn Thần Vi kéo đi theo dõi Đỗ Nhã Cầm. Mãn Ý cũng trốn một góc cầm ná định trả thù Đỗ Trung Thừa, vô tình bắt gặp đồng đạo Phượng Tê Ngô. Dị là cả hai bắt tay đánh ngất lão già đáng ghét, trói lại mang lên ngựa vứt ở nơi hoang vắng. Tâm trạng Mãn Ý vui vẻ, ăn cơm cũng thấy ngon hơn làm mộng chè, tưởng cô nàng có bầu rồi. Đôi trẻ nghe vậy ho khụ khụ. Mai là ngày thi đàn rồi, Mãn Ý vô cùng sốt ruột, lại nghe ông chồng gợi ý cứ giả vờ đánh rồi dùng sức làm đứt dây là được. Ai mà ngờ Đỗ Trung Thừa lại chuẩn bị nhiều loại đàn khác nhau, còn mời cả đại phu tới phòng trường hợp bị thương nữa. May sao Văn Thần Dực đã sớm có đối sách để em gái núp bên dưới gảy đàn thay cho Mãn Ý, còn cô nàng thì chỉ cần làm bộ làm tịch là được. Để chúc mừng thắng lợi, đôi trẻ ngồi trong sân nhà uống rượu tâm hự, ôm nhau ngủ luôn lúc nào không hay. Thế là sáng hôm sau bị Văn phu nhân và hạ nhân trong nhà bắt gặp. Văn Thần Dực và Trình Mãn Ý bị ông bố phạt quỳ ở từ đường với cái tội tình chàng ý thiếp ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Từ khi cưới nàng về, hắn quả thực được trải nghiệm quá nhiều lần đầu tiên. Có những trải nghiệm không tốt nhưng cũng có cái hay riêng, vì bị phạt quỳ ở từ đường nên sức khỏe của Văn Thần Dực đã kém nay còn kém hơn. Văn phu nhân thương con trai mắng ông chồng một thôi một hồi, biết sắp đến sinh nhật ông chồng của mình, Trình Mãn Ý lập tức kéo Văn Thần Dực đến tiệm vải bắt ảnh phải catwalk một vòng cho mình xem. Vốn hắn còn không chịu làm cơ mà nghĩ tới quà sinh nhật của mình nên đành phải chịu đựng.
Hơn nữa nàng cũng đang giữ thắt lưng của hắn, có muốn chạy cũng chẳng được, cơ mà hắn không ngờ tới. Bản thân còn chưa được nhận quà thì ngũ hoàng tử đã mặc trước, thế hóa ra là hắn tự ảo tưởng đó à? Không phải, là Phượng Tê Ngô thấy đôi trẻ đi dạo tiệm quần áo phát hiện vải Trình Mãn Ý chọn tốt lắm nên đã mua một bộ giống hệt với giá cao. Bàn tay cầm sách của Văn Thần Dực run run như bị Parkinson, hắn không thể chịu nổi cảnh con vợ hú hí với thằng khác được nữa, lập tức bắt Phượng Tê Ngô đi thay đồ. Sau đó lại giở trò giận dỗi với Trình Mãn Ý, cơ mà được nàng làm nũng nháy mắt mấy cái đã mềm lòng tim đập bình bịch tha thứ. Nghe Giao Bạch nói bẽ vợ cùng ngũ hoàng tử đi dạo phố còn nói cười vui vẻ nữa, Văn Thần Dực chỉ thấy xung quanh toàn một màu xanh, cố lắm mới không ngất xỉu giữa chừng. Cứ thế này thì mất vợ như chơi, anh chàng nhanh chóng thay thường phục núp lùm theo dõi. Giao Bạch thấy lạ lắm, sao ngũ hoàng tử lại mặc bộ đồ thiếu phu nhân tặng cho công tử. Văn Thần Dực sĩ diện bốc phét, đó là hắn không thích, dù nàng khóc lóc đòi tặng hắn nhưng bị từ chối, nàng đành bán lại cho ngũ hoàng tử. Vừa dứt lời thì hắn bị câu tiếp theo của Giao Bạch đấm trúng tim, gì mà thiếu phú ngân hàng NDU đâu thể tiêu tiền của công tử, còn dẫn công tử đi chọn đồ cho người khác, đúng là Văn Thần Dực nghĩ như thế thật. Chưa hết, thấy nàng ấy vào ngõ nhỏ vắng người, Văn Thần Dực tí nữa thì ngã xuống cố gắng gượng đi theo, lại thấy bọn họ chui lên xe ngựa làm cái khỉ gì mà rung lắc dữ dội thế. À thì ra là Trình Mãn Ý nhảy nhảy hả? Cô nàng chỉ muốn test độ kiên cố của xe ngựa để cùng Phượng Tê Ngô bắt tay làm ăn. Mãn Ý tính mở dịch vụ gọi xe dụ dụ tận dụng những chiếc xe ngựa bị bỏ trống. Mãn Ý phụ trách tuyển nhân viên chạy xe, còn Phượng Tê Ngô phụ trách marketing, dịch vụ gọi xe dụ dụ chính thức khai trương. Chỉ là sáng khởi nghiệp chiều đã thất nghiệp mẹ rồi, quả là ế chồng mông luôn. Mãn Ý có hơi hối hận rồi, tự dưng khuyến khích ngũ hoàng tử khởi nghiệp làm gì không biết. Người ta là hoàng tử trong nhà có hoàng vị để kế thừa, nàng mới là người cần phải phấn đấu đây này. Để đẩy mạnh độ nổi tiếng, Mãn Ý đi xe ngựa hạng sang VIP Pro đến học viện đón chồng rồi dừng giữa phố gõ chiêng để các thành viên đăng ký tích điểm rút thăm trúng thưởng. Người thắng sẽ được ngồi chung xe cùng Văn Phu Tử, Văn Thần Dực bất lực ngồi giữa một đống các cô nương. Không ngờ con vợ lại dùng mình làm biển hiệu sống chào mời khách hàng. Sau khi Mãn Ý và Phượng Tê Ngô chia đôi lợi nhuận, cô nàng liền chạy về nhà tổ chức sinh nhật bất ngờ cho ông chồng. Văn Thần Dực vui lắm quên luôn hai từ giận dỗi, bấy giờ hắn mới biết y phục không phải là nàng may cho ngũ hoàng tử. Vì đụng hàng rồi nên Mãn Ý chẳng muốn tặng cho hắn nữa nên mới kinh doanh kiếm tiền tổ chức sinh thần bù cho ông chồng. Đây là lần đầu tiên tổng đời Văn Thần Dực đón sinh thần kiểu này, cũng chưa bao giờ ăn thịt xiên nướng cả. Đúng lúc ấy có một tên trộm tới. Dù đã đuổi được trộm nhưng Mãn Ý lại xót ruột không thôi, chỉ có Văn Thần Dực là bĩnh tĩnh uống trà, dù sao thì hắn cũng đã quen rồi. Văn gia thường xuyên bị kẻ xấu ghét thăm vào ban đêm, mục đích chính là lấy trộm con dấu của học viện. Kẻ muốn lấy nhất lại chính là Đỗ Trung Thừa. Đỗ Nhã Cầm gợi ý ông Bô nên nhân cơ hội ra tay trong ngày lễ khất xảo. Vào ngày lễ khất xảo, Văn Thần Dực giới thiệu cho nàng rất nhiều thứ, ví dụ như tập tục nơi đây còn chuẩn bị cả bánh xảo quả siêu to khổng lồ cho Mãn Ý ném nữa. Cái đồ mê tiền như Mãn Ý đương nhiên sẽ cầu nguyện được giàu ụ trong một đêm rồi. Tiếp đó cô nàng học thêu y phục xảo nữ để thắng được con ả Đỗ Nhã Cầm. Mãn Ý thiết kế ra váy dạ hội lóe mù mắt cả đám. Nhìn con vợ vui vẻ thế không uổng công Văn Thần Dực xin tổ chức hoạt động lễ khất xảo. Mãn Ý thấy cơ hội kiếm tiền của mình lại tới liền chạy đi tìm Phượng Tê Ngô, lại nghe nói cậu ta bị bệnh. Nghĩ tới biểu hiện khác thường của ngũ hoàng tử hôm trước, thì ra hôm nay là ngày giỗ mẫu thân của Phượng Tê Ngô. Dị là Mãn Ý đành phải cho ông chồng chờ mình trước rồi chạy đến bên Phượng Tê Ngô, an ủi được cậu ta rồi mới vội vàng đến chỗ hẹn. Cứ ngỡ người đã về rồi, may sao hắn vẫn đợi. Dị là đôi trẻ đi dạo lễ hội xem biểu diễn chơi các trò chơi khác nhau, có những trò mà Văn Thần Dực phải toát mồ hôi lạnh. Phượng Tê Ngô, Đỗ Nhã Cầm, Văn Thần Vi, Thôi Tuyển cũng đi chơi, mấy người bọn họ đều chạy vào nhã nhạc phường chơi trò nhìn bóng đoán người yêu. Mặc dù Mãn Ý đã đổi trang phục và tạo hình cho Đỗ Nhã Cầm thế nhưng Văn Thần Dực vẫn nhận ra con vợ dựa vào cảm giác. Tại Thính Cầm Lâu, lão quạ đen Đỗ Trung Thừa truyền khẩu dụ của thánh thượng tổ chức đấu thơ khâm điểm tài nữ đệ nhất thiên hạ, Trình Mãn Ý dẫn đầu tham gia. Lão ta bày trò theo kiểu thả chén trôi theo dòng nước, chén dừng trước mặt ai thì người đó phải làm thơ ngẫu hứng, không làm được sẽ bị phạt uống 3 chén rượu. Hội đấu thơ chính thức bắt đầu, Mãn Ý chỉ mong nó đừng dừng lại ở chỗ mình, cô nàng còn dùng mồm thổi ra gió để nó ôm cua mượt mà trôi chén rượu đến chỗ Đỗ Nhã Cầm, mà không hiểu một thế lực nào điều khiển khiến chén rượu chỉ dừng mỗi chỗ ả trà xanh. Khiến ả ta không còn thơ để đấu thì có thể uống rượu liên tọi, còn Mãn Ý ấy à ung dung ngồi đớp no cả bụng. Đỗ Trung Thừa nhìn không nổi nữa tuyên bố kết thúc hộ đấu thơ, Mãn Ý vui sướng nằm không cũng thắng, cho rằng mình chính là cô gái được trời chọn. Không nhé, là Văn Thần Dực và Phượng Tê Ngô chơi chiêu đó ạ. Hai ảnh đã sớm dán nam dưới chén rượu rồi lại dán nam châm cùng dấu dưới chỗ ngồi của Mãn Ý và trái dấu ở chỗ ả xà xanh. Như vậy rượu chắc chắn chỉ dừng lại trước mặt Đỗ Nhã Cầm, tuy nhiên Đỗ Trung Thừa vẫn chưa chịu bỏ cuộc muốn để mọi người thay phiên làm thơ. Chuyện đến nước này nếu Trình Mãn Ý còn co đầu nữa thì cô là con rùa rụt cổ, cô nàng hùng hổ đồng ý cơ mà trong lòng vẫn rén khiếp lắm. Biết sao được, nếu không chịu ứng phó cái lão quạ đen đó chắc chắn vẫn sẽ cắn mãi không chịu nhả, nhìn cái đám người nhạo mình trước mặt. Tí nữa thì Trình Mãn Ý quên mất kỹ năng cần thiết trong phim xuyên không là sao chép thơ rồi, thơ đường lời tống nhạc khúc nguyên trộn đại vào cũng đủ.
Hãy xem chị đây khiến đám người cổ đại các ngươi há hốc mồm, rất nhanh Trình Mãn Ý đọc đủ thể loại thơ của các thi sĩ nổi tiếng tung của. Càng ngâm thơ cô nàng càng bon mồm, tốc độ nói cũng nhanh hơn khiến bố con nhà họ Đỗ há hốc mồm không thể tin. Tất nhiên trong số thơ cô nàng đọc có cả thơ liên quan đến tình cảm rồi. Gọi là tiện thể rắc chút cơm chó cho người xem ý mà hích hích, đám người đứng hóng drama ai cũng phải trầm trồ trước tình cảm ân ái ngọt ngào của cặp đôi đệ nhất thiên hạ này. Lão quạ đen vẫn chưa chịu thôi, bắt Mãn Ý phải viết thơ thể văn phu tử đóng dấu. Hừ hừ, nếu đã thích nhìn như thế vậy Mãn Ý đành phải cùng chồng nắm tay viết thôi. Không phải đồ trà xanh thích chồng người khác lắm đó à, chị đây cứ tình tứ hơn cho cô ta coi rồi tức chết đấy. Quả nhiên Đỗ Nhã Cầm tức đến mức siết cái quạt cũng sắp gãy, sắc mặt vặn vẹo khó coi. Mãn Ý viết hả câu thơ chỉ toàn màu xanh lá cho lão quạ đen luôn. Kết thúc đấu thơ, biểu hiện của con vợ phải nói là khiến Văn Thần Dực được mở rộng tầm mắt, có điều hắn vẫn luôn không hiểu rõ ràng nàng tài năng như thế sao lại không biết chữ. Bỗng nhiên hắn chú ý tới có vài kẻ kỳ quái đang theo dõi cả hai, bèn kéo con vợ quay xe rồi thông báo cho Thôi Tuyển biết. Đôi trẻ bỏ chạy lên lầu, đáng tiếc vẫn bị chúng đuổi kịp. Mãn Ý nhanh trí cầm giải lụa bên cạnh kéo ông chồng bay xuống rồi trốn vào kiệu. Chúng vừa mở rèm ra đã bị Thôi Tuyển bục cho một phát, giải quyết xong xuôi cả ba người thay đồ bắt tên cầm đầu dẫn mình đến chỗ chủ thuê. Theo phân tích của Văn Thần Dực, chủ thuê chắc chắn là Đỗ Trung Thừa, lão ta làm nhiều chuyện như vậy tất cả là vì để lấy được con dấu. Nếu vạch trần thân phận tài nữ giả của Mãn Ý thì toàn bộ Văn gia sẽ bị xử trảm. Nếu không được thì vẫn có thể dùng vũ lực để cướp, tuy nhiên Đỗ Trung Thừa chỉ là đầy tớ. Chờ khi lấy được con dấu rồi chắc chắn sẽ đi tranh công với kẻ đứng đằng sau, Thôi Tuyển nhớ ra mình từng thấy thái tử trong đám đông. Quả nhiên mặc dù ba người đột kích thất bại, người bên trong chỉ là tử sĩ, thế nhưng dựa vào chất liệu quần áo Văn Thần Dực phát hiện hiện quả nhiên là từ Đông Cung ra. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, người đứng sau chỉ đạo là thái tử, đôi trẻ quyết định gậy ông đập lưng ông bắt người tại trận. Dù sao hôm nay cũng kết thúc trong vui vẻ, Mãn Ý quyết định phải chơi thật đã. Đôi trẻ chơi lắc xúc sắc nói thật hay thử thách, Mãn Ý còn muốn chơi lớn một ván quyết định thắng thua. Ai thua phải cởi đồ, nếu không phải ra sân hét lớn ba lần ta là cầm thú, theo định luật phim ngôn tình. Tất nhiên là Văn Thần Dực thua rồi, ảnh không mưa on cởi đồ thì phải ra cửa hét to ta là cầm thú thôi. Thế rồi lại bị Văn Phu Nhân bắt gặp, cả hai lại bị phạt quỳ từ đường, Văn Thần Dực phải gọi là tập mãi thành quen. Anh cũng chẳng đành lòng để cô vợ quỳ, bèn úp cái bát lên đầu mình cho nàng nằm lên đùi ngủ. Vì vậy mà sáng hôm sau chân Văn Thần Dực tê muốn đút cả ra, đành phải để vợ cõng về, còn hơn là bị nàng bế công chúa hích hích mất mặt lắm ấy. Khi đến trường đôi trẻ bắt gặp có người lén lút chơi thúc cúc, Mãn Ý hứng lên kể cho ông chồng nghe môn bóng đá của thời hiện đại, nhắc đến xiên nướng và bia thì bụng cô nàng réo lên. Văn Thần Dực bất đắc dĩ cưng chiều đi mua cho nàng. Mãn Ý đến học viện trước lại thấy Thôi Tuyển bị các học viên khác đứng đầu là Trà Xanh Đỗ Nhã Cầm cô lập khinh thường chỉ vì học võ. Mãn Ý tức điên lên bên huynh đệ chằm chặp tuyên bố con người ai cũng có giá trị tồn tại riêng, bản chất của giáo dục là dạy dỗ con người thì nên lấy người làm gốc đối xử bình đẳng. Nếu chỉ vì thu nhận người học võ mà tổn hại danh dự tốt đẹp trăm năm của nó, vậy học viện này không xứng gọi là thiên hạ đệ nhất. Đúng lúc ấy Văn Phu Tử đẹp trai đi tới, trên tay là túi đồ ăn, đồng ý với quan điểm của con vợ, tiện đây tuyên bố tổ chức cuộc thi thu cúc lần thứ nhất nhằm mục đích câu thái tử ra mặt, tất cả mọi người phải tham gia. Quả nhiên thái tử nghe tin lập tức muốn trở thành khách mời tung bóng. Hơn nữa Mãn Ú cùng với Trà Xanh còn cược một ván, nếu ả thua phải xin lỗi Thôi Tuyển, nếu Mãn Ý thua phải rời khỏi học viện. Chỉ là bọn họ không ngờ tới con ả Đỗ Nhã Cầm lại dám chọn Văn Phu Tử vào đội nhóm của mình, quả thực là tức chết Mãn Ý rồi. Thôi thì cô nàng chỉ đành giảng giải vị trí đứng cho các đội viên nghe, như thế nào là thủ môn, tiền đạo, hậu vệ, ừ thì mỗi chữ họ đều nghe hiểu đấy cơ mà khi ghép lại nó lạ lắm. Mãn Ý quả thực là khóc thét. Thôi vậy cô nàng chỉ đành để Ngũ Hoàng Tử bố trí dụng cụ luyện tập, còn có đồng phục nhóm cơ mà, cũng không quên cơ hội kiếm tiền trời cho này, nào là đấu giá quyền đặt tên cuộc thi, cho thuê vị ví quảng cáo trận đấu, sau khi mở màn bán thức ăn nước uống, ngoài ra còn có thể chuẩn bị cá độ. Mấy người bọn họ đều chăm chỉ luyện tập. Đến ngày diễn ra cuộc thi đá bóng, đội nhóm của Mãn Ý mặc đồng phục màu đỏ khí thế ra trận, còn xếp đội đập tay kiểu khá bảnh nữa. Không uổng công bọn họ bỏ công sức ra để luyện tập, rất nhanh số điểm đã tăng cao vượt mặt nhóm Đỗ Nhã Cầm. Con ả thì tình mọi cơ hội gần gũi với Văn Phu Tử chọc Mãn Ý tức muốn chết. Lúc nghỉ giữa hiệp ả còn giả vờ đổ trà để được cầm tay nam nhân lau lau. Mãn Ý bắt gặp cảnh tượng này liền cáu tiết cùng ông chồng cãi nhau to một trận theo kịch bản. Tiếp theo cô nàng giả vờ chán trường ủ rũ không có tinh thần chiến đấu. Mà Dỗ Nhã Cầm biết vị trí con dấu sẽ nhanh chóng truyền đến tai kẻ đầu sỏ. Bao giờ thái tử bắt đầu hành độn, Mãn Ý sẽ giả vờ bị thương rời đi chặn người với Phượng Tê Ngô. Quả nhiên cả hai thấy thái tử đang lật tung thư các, cơ mà thì ra thằng cha đấy hốc lắm, đau bụng mà học viện lại không có giấy vệ sinh đành phải tìm sách giấy để chùi đuýt. Mãn Ý chịu không nổi mùi thúi nữa bỏ mẹ huynh đệ ở lại chạy về sân đấu, nào ngờ đang đi thì bị người ta đẩy mẹ xuống giếng hoang chật bố nó chân. May sao đại ca Thôi Tuyển vẫn đủ sức một mình gánh cả team dẫn dắt đội nhóm chiến thắng. Văn Thần Dực mãi không thấy con vợ về bèn chạy đi tìm. Thì tìm được rồi đấy cơ mà ổng sốt ruột lo cho vợ quá nên nhảy xuống theo rồi còn đâu.
Giờ thì hay rồi, cả đôi phải ở dưới này. Giờ đôi trẻ mới nhận ra kẻ đứng sau thế mà dám lấy thái tử ra để tung hỏa mù. Bỗng Văn Thần Dực nghe thấy tiếng chuột vang đâu đây, chứng tỏ bên trong bức tường là không gian rỗng. Quả nhiên chỉ với một cú đấm của người đàn bà Lực Điền, bức tường vỡ ra thành nhiều mảnh, đến cả hắn còn chẳng biết dưới học viện nhà mình lại còn có cả đường hầm to bổ bố thế này cơ. Cơ mà đi mãi không thấy đường ra, đôi trẻ quyết định ngủ qua đêm ở đây luôn. Éo hiểu ngủ kiểu gì mà tối hai người hai nơi, sáng ra đã dính chặt lấy nhau. Văn Thần Dực trong lúc xúc động đã hôn lên trán con vợ bị cả đám người nhà bắt gặp. Lúc trở về nhà, Mãn Ý phát hiện Văn Hần Vi có tài vẽ tranh, cũng rất thích vẽ truyện tranh nữa. Đáng tiếc tiểu cô nương bị cha ép phải đi theo con đường đọc sách làm một tiểu thư khuê các đoan trang điển hình, bởi nghề vẽ truyện tranh bị coi là thấp kém ở Đại Phượng. Dị là cô nàng chạy đi an ủi em chồng, đồng thời khuyến khích đối phương mạnh dạn theo đuổi ước mơ riêng. Cô nàng còn dùng kinh nghiệm tích lũy từ các bộ phim ngôn tình mình xem miêu tả cảm giác khi yêu cho em chồng nghe. Khi Văn Thần Vi dạo phố vẽ tranh xui xẻo bị mất tên háo sắc trêu gẹo, Thôi Tuyển lập tức nhảy ra từ đâu đấy biểu diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Cùng lúc đó, Phượng Tê Ngô chạy đến Văn gia thăm Mãn Ý, lại thấy cô nàng chán trường đòi ra ngoài chơi. Dị là cậu ra liền giấu cô nàng trong một cái hòm to bổ bố rồi kêu người khiêng ra ngoài. Đáng tiếc Văn Thần Dực đã sớm đoán ra, hất mẹ cái nắp thùng ra xách con vợ quay về, đồng thời nhốt ngũ hoàng tử ngoài cửa phủ nhằm dỗ con vợ vui. Đêm đó Văn Thần Dực đặc biệt để Giao Bạch biểu diễn múa rối bóng cho nàng xem. Để cảm ơn, ông chồng Mãn Ý cũng cầm con rối diễn vở kịch Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài cho hắn xem. Mỗi tội cô nàng rất không thích cái kết BE, khum sao để Văn Thần Dực sửa lại kịch bản thay đổi cái kết BAD ending thành happy ending, tiếp tục sự nghiệp câu kẻ giấu mặt ra khỏi bóng tối. Mấy người bọn họ để Tiểu Vi Vi vẽ một bộ truyện tranh, bối cảnh là người bóng đen không chịu nổi tình yêu nam nữ điên cuồng bệnh hoạn chia rẽ đôi uyên ương. Không nói rõ phản diện mà dùng đại từ thay thế để lại chút hồi hộp, lại thêm chút tưởng tượng. Việc đầu tiên mà họ cần làm là in ấn. Văn Thần Dực đã sắp xếp một số thợ thủ công dùng tranh của Văn Thần Vi làm mẫu gốc, tiếp là lan truyền. Do họ không biết ai đứng sau chuyện này, vì vậy truyện tranh phải được đặt ở nơi đông người qua lại. Sau đó bọn họ đẩy mạnh marketing, tạo chủ đề bàn tán để mọi người đoán người bóng đen là ai. Sau đó đôi trẻ ra đường tú ân ái cho các fan chính phủ chiêm ngưỡng, cuối cùng là thu lưới. Quả nhiên đã có kẻ nhân lúc không ai để ý bắt cóc Văn Thần Vi đi. Fan cứng mua nhiều nhất có hoa văn đám mây lửa trên cổ tay áo, mà xe ngựa bắt cóc Văn Thần Vi cũng có ký hiệu đó. Văn Thần Dực biết ký hiệu đó là Thái sư Nguyên Lão Hai Triều Ninh Hựu. Ba người nhanh chóng xông vào Ninh Phủ tính giải cứu Văn Thần Vi, ai mà ngờ tất cả chỉ là hiểu lầm. Ninh Thái sư là fan cứng của bộ truyện tranh nên mới cho người tóm tác giả về muốn biết diễn biến tiếp theo của truyện và cái kết của nó. À còn có tài trợ cho Tiểu Vi Vi để cô ấy yên tâm sáng tác nữa. Tại Phượng Ngâm Hiên, Phượng Tê Ngô đã không còn che giấu tình yêu của mình với Mãn Ý nữa. Bởi vì cậu ta vô tình phát hiện bản cam kết giữa Mãn Ý và Văn Thần Dực 3 tháng qua đi, cuối cùng người Tang Di Châu cũng tới cùng học viên thiên hạ đệ nhất thi tài văn chương. Mấy người Văn Thần Dực, Trình Mãn Ý, Thôi Tuyển, Phượng Tê Ngô, Đỗ Nhã Cầm đại diện học viện tham gia thi đấu. Cuộc thi có quy chế 5 trận thắng 3, hai bên tự do cử người thi đấu. Ván đầu tiên thi nhảy, Đỗ Nhã Cầm xung phong ra trận. Mặc dù khí thế của bên học viện thiên hạ đệ nhất hừng hực không thua kém ai, nhưng lại bị đám Tang Di chơi xấu thảy sỏi đá xuống khiến chân Đỗ Nhã Cầm chật khớp chảy máu dẫn đến thua trận đầu. Trận thứ hai viết thơ xoay vòng, Văn Thần Dực định lên cơ mà Tang Di lại tiếp tục âm thầm ra tay khiến Thôi Tuyển đứng dậy. Cũng may cái trò xoay vòng vòng trục quay để nhìn thơ này lại đúng sở trường mắt chim ưng của Thôi Tuyển. Chỉ là người Tang Di vẫn cứ tiếp tục chơi xấu hết đánh nhau rồi lại dùng tóc quất khiến mắt cậu chàng không thể nhìn nổi chữ dẫn đến trận thứ hai cũng thua. Trận thứ ba nghe nhạc đoán ca khúc, Phương Tê Ngô cắn răng bước lên thi. Trận này hai tuyển thủ phải nghe nhạc đoán ca khúc, tức năm chiếc cổ cầm sẽ đàn năm khúc nhạc khác nhau. Hai bên ai phân biệt được đúng trước năm khúc nhạc trong tạp âm thì sẽ thắng. Phượng Tê Ngô không hổ danh chuyên gia trốn học đi chơi, sở trường lớn nhất là chơi bời múa hát. Thành công đoán trúng tên của năm khúc nhạc, ván thứ tư nhìn quạt vẽ lại. Trận này Văn Thần Dực lên sân, đương nhìn tranh thì tự dưng quạt bốc cháy. Cũng may Văn Phu Tử có trí nhớ siêu tốt, thành công vẽ lại hoàn chỉnh bức tranh thắng trận thứ tư. Trận cuối cùng tranh luận tài trí, tất nhiên Trình Mãn Ý là người cuối cùng ra sân rồi. Đề tài biện luận lần này là nên trị quốc bằng văn hay bằng võ, rút được thăm ngắn là trị quốc bằng văn, rút được thăm dài là trị quốc bằng võ. Hai bên tự do trình bày quan điểm, ai thuyết phục được khán giả trước sẽ thắng. Mãn Ý xui xẻo bốc trúng thăm dài mới đau, nếu cô thật sự biện luận thì đồng nghĩa với thách thức chế độ cai trị của Đại Phượng, có nguy cơ bị thiên hạ chỉ trích, nhưng nếu bỏ cuộc thì sẽ khiến Địa Phượng mất mặt. Nhẹ thì học viên sẽ đổi người quản lý, nặng thì cả văn gia sẽ bị kết tội. Thấy tình thế hiện tại đã định, Mãn Ý nhanh trí kéo Tang Di vào, rằng Tang Di giả vờ sùng bái Đại Phượng lấy kế sách dùng văn trị quốc bản thân, lại triển khai quân biên giới 10 vạn binh lính tinh nhuệ. Rõ ràng là muốn đánh lừa dư luận nhân lúc Đại Phượng không đề phòng rèn luyện binh lực, âm thầm gia tăng thực lực. Bà trẻ tiếp tục bốc phét, hoàng đế đã sớm nhìn ra âm mưu quỷ kế, chỉ cần Đại Phượng có văn hóa thì có thể kéo dài mãi mãi tiếp tục hưng thịnh. Còn võ chính là sự hùng mạnh mà Đại Phượng không nói với bên ngoài. Vậy nên về đối ngoại, hoàng đế mới sắp xếp phiêu kỵ đại tướng quân trấn thủ tứ phương. Đối nội thì sắp xếp tuần thành ti tuần tra kinh thành ổn định lòng dân. Mãn Ý nghĩ so với việc chỉ dùng mỗi văn trị quốc hay dùng mỗi võ trị quốc thì tương lai của Đại Phượng nên là văn võ kết hợp,
Kết cục, bằng vào tài ăn nói của mình, cô nàng thành công được hoàng đế khen ngợi. Trận thi đấu này Đại Phượng thắng, trở lại Văn gia. Nhìn ông chồng mở ngăn bí mật mãn ý mới biết thư phòng thế mà có kho báu nhỏ. Cơ mà bên trong chỉ toàn là sách, có mỗi cái ngọc bội này là trông đáng giá, cơ mà sao chỉ có một nửa. Ra là nửa còn lại Văn Thần Dực tặng cho cô nương từng cứu mình lúc nhỏ với lời hứa nhất định sẽ giúp khi yêu cầu. Hiện giờ cuộc thi đã kết thúc, cả hai người đều không muốn kết thúc mối quan hệ này, và lại hắn còn chưa tìm cho nàng bức tranh cổ nữa. Chuyển cảnh, thì ra người khiến quạt giấy bốc cháy chính là Đỗ Trung Thừa, tuy nhiên lão ta lại bị đại nhân trách mắng. Dù sao chuyện cũng liên quan đến thể diện của Đại Phượng, vị đại nhân luôn nhắm đến Văn gia không ai khác ngoài Ninh Thái Sư. Trong lúc học viện đi dã ngoại, không biết là cố ý hay vô tình mà Đỗ Nhã Cầm làm rơi ngọc bội giống hệt nửa cái của Văn Thần Dực. Hừ hừ, mãn ý không tin Văn Thần Dực lại có thể đồng ý bất cứ yêu cầu gì của ả trà xanh. Ngoài miệng thì nói thế cơ mà trong lòng cô nàng vẫn rất lo lắng, vì vậy mà nhờ Thôi Tuyển giờ tốt đêm nay giúp mình hẹn Văn Thần Dực gặp nhau ở bụi cỏ đom đóm. Đỗ Nhã Cầm cũng không kém cạnh, nhờ bạn học giao ngọc bội cho Văn Phu Tử hẹn hắn giờ tốt gặp nhau ở cầu tàu. Đêm đó, mãn ý đứng ở bụi cỏ đom đóm phân vân không biết có nên trở về thế giới thực hay không, hay là ở lại đây vì Văn Thần Dực. Tóm lại vẫn phải xem Văn Thần Dực có nguyện ý giữ cô nàng lại hay không cái đã. Mãn ý đợi mãi mà không thấy người đâu. Cuối cùng người cũng đã xuất hiện nhưng lại là Phượng Tê Ngô. Mãn ý không tin Văn Thần Dực lại bỏ rơi mình cho đến khi tận mắt thấy hắn ở cùng Đỗ Nhã Cầm. Bây giờ mãn ý mới sâu sắc cảm nhận được cái gì là quan hệ khế ước. Hừ hừ, đúng là đồ cha nam. Mãn ý chưa kịp yêu đương chính thức đã thất tình khóc hết nước mắt. Má nó chứ. Từ lúc cô sinh ra đến giờ độc thân 20 năm cứ tưởng sắp thoát cảnh độc thân rồi, vậy mà lại rơi mẹ vào chế độ địa ngục. Cái gì mà kẻ thứ ba lên làm chính thất, bạn trai ngoại tình bắt gian tại trận, cái loại tình tiết ngang ngược máu chó gì đây, hu hu. Tuy Phượng Tê Ngô sẵn sàng ở cạnh mãn ý nhưng cô lại chỉ coi người ta như huynh đệ tri kỷ. Đêm đó nàng không trở lại Văn gia, cũng không về nhà mẹ đẻ, không có tiền ở trọ thì lưu lạc đầu đường có chợ, đói bụng cũng chỉ có thể nhịn. Đúng lúc ấy có người đưa đồ tới, là Phượng Tê Ngô, cậu ta lấy lý do phụ hoàng gọi vào cung để mãn ý có thể yên tâm ở lại phủ, đổi lại cô nàng dùng số tiền kiếm được từ gọi xe dụ dụ bù vào. Bên này mọi người đi hết, Văn Thần Dực pha kẻ mới tháo mặt nạ ra đưa cho Đỗ Nhã Cầm thứ ả ta cần. Ả ta đưa lại cho đối phương một số tiền lớn để bịt miệng rồi đuổi đi. Tại bụi cỏ đom đóm, Văn Thần Dực bản Rian vì mải hái hoa tặng vợ yêu nên đến muộn, bị Trình Mãn Ý bản pha kẻ lừa vào nhà trọ. Cùng lúc đó, Phượng Tê Ngô khoa trương chuẩn bị đủ thứ cho Mãn Ý làm cô nàng không được tự nhiên. Còn Trình Mãn Ý pha kẻ thì bị Văn Thần Dực bắt ăn bánh đậu phộng. Nhìn mấy nốt mẩn đổ dị ứng trên cổ đối phương, hắn nhận ra đây éo phải con vợ mình. Quả nhiên biểu hiện của ả ta đã khiến Văn Thần Dực càng chắc chắn hơn. Đã thế hắn còn bị ả ta hạ thuốc ép lên giường nữa. Bên này, Phượng Tê Ngô chuẩn bị tỏ tình với Mãn Ý lại nghe cô nàng nói ghét nhất là phủ đầu hoa tươi chuẩn độc hại của mấy phim Mary Sue. 9999 đóa hoa hồng, chưa kể tốt rất nhiều tiền xong chuyện còn phải vứt bỏ hết, quá là lãng phí luôn. Ngoài ra còn có dùng nến làm trái tim, chơi cua y xến hết chỗ nói. Để cô gái đứng giữa pháo hoa chịu đựng ánh nến nóng rực cả mùi khói nồng nặc. Xong rồi còn phải giữa nụ cười trên mặt nghe hết mấy lời đường mật, nghĩ đã thấy ngại dùm. Trùng hợp thế nào Phượng Tê Ngô lại chuẩn bị tỏ tình đúng như những gì Mãn Ý ghét. Cậu ta vội vàng đánh ánh mắt cho người hầu để bọn họ nhanh dẹp hết mấy cái đó. Thực ra lời tỏ tình mà Mãn Ý mong muốn nhất không phải hoa nến hay pháo hoa bla bla gì gì đó. Toàn mấy thứ tượng trưng cả, thứ cô cần là lòng thành chân tình. Dù chỉ nói một câu thì ngay cả khi không có gì cũng cảm động hơn bất cứ vật có giá trị nào. Tuy nhiên còn phải xem cô gái đó có thích ngược lại đối tượng tỏ tình hay không đã. Thế cho nên dù Phượng Tê Ngô có tài chính chống lưng mời hết phu tử trong thiên hạ nghĩ ra câu tỉnh tò cho mình thì Mãn Ý cũng chả hiểu cái đếch gì. Bởi cô đâu có học mấy thứ văn chương văn vẻ của người cổ đại đâu. Ban đêm gió lạnh điều hưu, Mãn Ý thất tình cô đơn vắt vẻo trên cây uống rượu tiêu sầu. Bấy giờ Văn Thần Dực mới chật vật chạy tới muốn giải thích. Vừa thấy ảnh là Mãn Ý đã kích động rơi bố nó xuống. May sao được Văn Thần Dực đỡ lấy kịp thời. Và đương nhiên không thể tránh được màn môi chạm môi rồi. Hôm sau, Mãn Ý tỉnh dậy chỉ thấy trong phòng bừa bộn như bị cướp đột nhập. Còn có sao Giao Bạch lại ở đây, hừ hừ cô muốn tử phu. Vừa ra khỏi cửa Mãn Ý đã thấy đôi cẩu nam nữ nắm tay nhau giữa thanh thiên bạch nhật. À thì ra là Thôi Tuyển với Văn Thần Vi. Bấy giờ Mãn Ý mới nhớ ra thời cổ đại có đạo cụ gọi là mặt nạ da người. Cơ mà cô không ngờ nó lại chân thật đến thế. Mà kẻ giả dạng Mãn Ý không ai khác chính là Đỗ Nhã Cầm. Để thoát khỏi nanh quỷ của ả ta, hắn vùng vẫy nhúng đầu vào nước rồi bỏ chạy, đôi trẻ cứ thế làm hòa. Tuy nhiên Mãn Ý không nuốt trôi cục tức này, chạy đi tìm Trà Xanh tính ổ lại, phát hiện ả ta thế mà lại không phải chủ nhân của ngọc bội, chủ nhân thật sự của nó đã sớm mất rồi. Mãn Ý hùng hổ lao tới cảnh cáo Đỗ Nhã Cầm một trận. Văn Thần Dực cũng nói rõ mình chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của ả ta. Mọi chuyện kết thúc, anh chàng đi bắt đóm đóm thả cho con vợ xem, coi như là bù đắp. Văn Thần Dực bây giờ chính là ánh sáng trọi lọi, lúc nào cũng thu hút ánh mắt tràn đầy tình ý của Mãn Ý. Chuẩn bạn trai lạnh lùng xa cách với cả thế giới, chỉ dịu dàng nói cười với một mình em. Mặc dù ngoài nờ bằng miệng cô nàng to mõm nói sẽ tỏ tình với Văn Thần Dực cơ mà đứng trước mặt đối phương lại chẳng thể nói lên lời, cứ ấp úng mãi thôi.
thôi thì bà trẻ đành tập dượt cho nó mượt mà như săn siêu trước vậy. Sau đó hẹn gặp văn thần rực rỡ dậu gặp ở hồ phù cử chèo thuyền. Anh chàng tức cảnh sinh tình làm đôi ba câu thơ. Thấy vậy mãn ý cũng hát như bò giống gọi là có qua có lại. Do dự một lúc cuối cùng cô nàng vẫn cố gắng nói lời tỏ tình. Cơ mà cứ lúc quan trọng thì cứ bị văn thần rực ngắt lời mãi. Thì ra là cái thuyền này bị lủng đâu do dò cả đóng nước vào rồi. Đôi trẻ vội vội vàng vàng chèo thuyền về bờ. Và thế là nghi thức tỏ tình cô nàng dày công chuẩn bị hỏng bét rồi. Văn thần vi liền gợi ý nhân Tết Trung Thu bày tỏ tình ý, nghe cũng hợp lý lắm. Chờ sau khi thực hiện nghi lễ thắp hương các thứ xong, cô nàng cùng văn thần vi tập hợp mấy bạn học cùng chuẩn bị. Kế hoạch A bánh Trung Thu tình yêu được cải tiến từ chiêu giấu nhẫn trong bánh kem, khi văn thần rực ăn bánh Trung Thu này sẽ bất ngờ cắn phải chiếc nhẫn. Tưởng tượng thì đẹp đấy mà thực tế nó lạ lắm, đã nhét bánh đầy mồm văn thần rực rồi thế mà vẫn chẳng thấy nhẫn đâu. Mãn ý với thần vi vội bẻ hết mấy cái còn lại, à thì ra nó mắc trong cổ họng thôi, tuyển mất tiêu rồi. May mà mãn ý có chuẩn bị kế hoạch B, chiêu tỏ tình thứ hai tiết mục tỏ tình vào cuối tiết mục biểu diễn. Cô sẽ bày tỏ tình cảm trước mặt tất cả mọi người, mỗi người sẽ cầm một tấm bảng in từng chữ, ghép lại sẽ thành một câu ta muốn cùng chàng vun đắp một tình yêu mãi không chia lìa. Đáng tiếc con ả Đỗ Nhã Cầm cứ nhắm vào lúc này để phá hoại. Ả ta sai người ném chuối lên sàn để mọi người dẫm đạp nhau rối loạn đội hình, một câu tỏ tình đẹp biết bao lại thành chia tay đi, ta không muốn yêu đương với chàng nữa. Hết cách, mãn ý chỉ đành chơi lớn xem ảnh có trầm trồ một phen. Thế nhưng ngay lúc cô định nói ra khỏi miệng thì Ninh Thái Sư tới chỉ để đánh cờ với văn thần dực. Trong lúc đánh, ông ta cứ nhắc đến tổ phủ của hắn suốt. Mãn ý bị lão cắt ngang cầm ná trốn trên lầu định bắn trả thù, lại phát hiện có tên trộm lẻn vào học viện. Cô nàng dùng thuật tàng hình theo dõi nhất cử nhất động của tên trộm, phát hiện ra ý đồ chôm con dấu của gã. Dị là bà trẻ combat nhẹ với gã một trận, nào ngờ đối phương lại ném đạn dầu hỏa ra. Văn thần dực nhận được tin thư các cháy con vợ còn kẹt ở trong đó liền khoác chăn ướt, không chút do dự xông vào dùng thân làm lá chắn cứu nàng ra ngoài. Nếu văn thần dực đoán không nhầm, kẻ vẫn luôn nhắm đến văn gia chính là Ninh Thái Sư, biết nàng làm nhiều như vậy là để tỏ tình với mình. Nhưng thân là nam tử hán, văn thần dực muốn mình là người mở lời. Hôm đó nàng như ánh sao từ trên trời rơi xuống bước vào cuộc đời hắn, bộ đồ đỏ hiếm có ánh chiều tà chênh choáng. Gặp gỡ nàng là phong cảnh đẹp nhất trong đời này của hắn. Mỗi lời văn thần dực nói, ký ức giữa cả hai lại hiện ra từ lúc ban đầu gặp gỡ cho đến tận bây giờ. Chỉ cần nàng mở to đôi mắt nhìn hắn cười đáng yêu đã khiến văn thần dực cảm thấy đời người trăm năm cũng chỉ vậy mà thôi. Thế mới biết văn thần dực nhớ kỹ hết trong lòng. Mỗi một câu mãn ý nói, mỗi một chuyện cả hai cùng trải qua, mặc dù khế ước đã kết thúc nhưng văn thần dực muốn cùng nàng viết nên trang mới, để hắn trịnh trọng gọi nàng một tiếng nương tử. Mã ý càng nghe niềm hạnh phúc trong lòng càng lớn, mắt đỏ hoe đáp ứng đối phương. Cảnh tiếp theo phải là thâm mật ân ái chứ nhỉ, mỗi tội thư sinh như văn thần dực bế không có nổi bà trẻ mãn ý. Khung sao để người đàn bà lực điền mãn ý bế là được. Có điều đôi trẻ chưa kịp ừ cảm nhận hơi thở của nhau đã bị cha mẹ chồng cắt ngang, bắt phải phân phòng điều dưỡng thân thể. Cơ mà đôi trẻ làm sao có thể chịu được cảnh xa cách, hai người lén lút gặp nhau tú ân ái, giải cơm chó anh đút em ăn, em đút anh ăn. Buổi hẹn hò đầu tiên sau khi xác nhận quan hệ yêu đương với tư cách là người yêu, cả hai người đều cố gắng lập kế hoạch để buổi hẹn hò được hoàn hảo nhất có thể, thì cũng gọi là có chuẩn bị đấy, cơ mà nó lạ lắm. Xem kịch Bạch Nương Tử thì mãn ý xem từ bé đến lớn thuộc lầu lầu, chán đến nỗi lỡ ngủ quên mất tiêu luôn. Thôi thì tiếp theo cả hai lại trèo lên núi thả diều vậy. À, diều do chính tay văn thần dực làm ra nhé, mỗi tội trải nghiệm bay giữa không trung này như xít vậy. Diều mắc bố nó vào cây rồi còn đâu, mãn ý và văn thần dực đều gào thét trong lòng. Đứa nào đứa này áy náy cho rằng tại bản thân phá hỏng buổi hẹn hò hoàn hảo, dị là đôi trẻ chia nhau ra mỗi người đi một nơi tìm cách cứu vãn tình hình. Mãn ý nghĩ ra trò nặn tự tay nặn tượng đất sét mà bị ông chủ tiệm chè giống Mỹ Hầu Vương thật giả, còn Phượng Tê Ngô nói giống hai con cá chê. Thật ra Phượng Tê Ngô có nặn một cách tượng đất sét là cậu ta và mãn ý, đáng tiếc cậu trai định sẵn chỉ là một nam tám đáng thương yêu đơn phương nữ chính. Mãn ý đi tới quan trà đã hẹn trước với ông chồng lại bị thôi tuyển kéo lại nhờ đưa thư gì gì đó cho văn thần vi. Văn thần dứt cố kéo dài cổ ra xem liệu có phải thôi tuyển tặng chuyển nhượng vợ mình một bức thư tình hay không. Quả nhiên lúc mãn ý nhờ hắn đọc giúp thì đúng là một bức thư tình. Ảnh liền nói dối đó là thư nguyền rủa nên mãn ý không đưa cho vi nữa. Trong khi đôi trẻ tiếp tục hẹn hò ân ái thì thôi tuyển cứ đứng chờ câu trả lời của văn thần vi trước cửa văn phủ. Còn tưởng ra cảnh được nàng ấy cùng cha mẹ vợ tương lai đồng ý cơ, hiện thực lại và cho thôi tuyển một cái tát đau điếng. Văn gia phụ mẫu tưởng thằng nhóc này học nhiều lú mẹ đầu rồi mới đứng ôm cột chu mỏ bắt con gái không được tiếp xúc nhiều, và thế là thôi tuyển ngồi trước cửa khóc thét. Bên này, văn thần vũ dẫn bé vợ đến ngôi nhà nhỏ thuộc văn gia. Ở đây hắn trồng rất nhiều loại hoa cho mãn ý ngắm thỏa thích. Mãn ý lấy hết can đảm tặng cho đối phương tượng đất sét mình nặn ra, vẫn may chỉ cần là thứ cô đưa văn thần dực đều thích hết. Trời mưa đổ cơn mưa lớn, đôi trẻ chạy vào hiên nhà kết thúc buổi hẹn hò hoàn hảo với nụ hôn cháy bỏng em lườm. Cứ tưởng tiếp theo sẽ là cảnh lăn giường, ai mà ngờ văn thần dực dính nước mưa phát sốt làm dực 9 tuổi online. Người của Ninh Thái Sư theo dõi văn phủ đã lâu, thấy đại phu vừa bước ra đã tóm người lại dùng cực hình tra hỏi. Thế là chuyện văn thần dực cứ phát sốt là thần trí lại trở về năm 9 tuổi bị Ninh Thái Sư biết được.
Mãn Ý vẫn không biết gì mà chế tạo Noãn Bảo Bảo hay còn gọi là túi chườm nóng cho ông chồng dễ bị cảm lạnh của mình. Thậm chí còn bắt Văn Thần Dực phải tập luyện nâng cao sức khỏe nữa, cứ mỗi lần Văn Thần Dực thành công gập bụng là sẽ được thưởng một nụ hôn. Văn Ba Ba thấy trò này hay liền rủ vợ chơi, đúng lúc ấy Tuần Thành Ti sai người tới báo tin vụ cháy thư viện có kết quả điều tra rồi. Có điều Mãn Ý không ngờ tới Tuần Thành Ti lại điều tra qua loa thế, vậy mà lại kết luận đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Cô nàng không phục chạy đến Tuần Thành Ti đòi gặp ngự sử lại bị từ chối ở bên ngoài, Mãn Ý quyết định rồi. Cô muốn làm võ trạng nguyên, muốn làm nữ ngự sử Tuần Thành đầu tiên của Đại Phượng. Vì vậy mà cổ cùng Thôi Tuyển mở một quầy nhỏ tiếp nhận xử án miễn phí cho người dân. Đáng tiếc quầy nhỏ ế chồng mông, người dân thả tin Tuần Thành Ti làm việc chậm chạp cũng không chịu tin bọn họ. Ngay lúc cả hai muốn dọn quầy thì ở gần đó có chuyện xảy ra, cô Àng nhanh chóng chạy tới đánh gã đàn ông cầm dao. À thì ra là vở kịch ông thần Phượng Tê Ngô thuê người diễn ạ, cơ mà thứ Mãn Ý cần đâu phải là cái này đâu. May sao Văn Thần Dực đã sớm có chuẩn bị đi tìm hẳn một danh sách những người dân cần giúp, từ việc nhỏ như bắt gà hay tóm tiểu ba rồi đến bắt trộm. Nói chung toàn mấy chuyện vặt vãnh được cái thiết thực, không uổng công cả đám bỏ ra, bách tính nghe tin lũ lượt kéo đến nhờ họ làm việc. Mặc dù cũng chỉ là mấy việc lông gà vỏ tỏi, đúng lúc ấy Ninh Thái Sư bày tiệc mời Thái Tử và Văn Thần Dực đến. Thế nhưng khi hắn đến lại chẳng thấy Thái Tử đâu, đã thế còn bị đánh ngất nữa. Cùng lúc đó, Mãn Ý mang theo mọi người đến hiện trường vụ án ma quỷ oán linh gì gì đó. Bên này, Văn Thần Dực bị nhốt vào hầm băng, Đỗ Nhã Cầm nghe lén được cuộc trò chuyện của ông và cùng Thái Sư liền chạy tới quan tâm. Mặc dù ả ta muốn có được hắn nhưng cũng không muốn Văn Thần Dực bị thương, đáng tiếc ả ta đã bị ông Bô tóm về mất tiêu. Chờ Văn Thần Dực phát sốt dực 9 tuổi online, Ninh Thái Sư liền giả danh thành bát tốt của Văn Ba Ba dẫn nam chính đi. Bên này, ba người phát hiện ở đây chả có ma nữ gì hết, chỉ có một đôi phu thê ân ái thôi, chả qua nữ tử bị hủy dung mạo nên trông hơi đáng sợ. Còn lời đòn là tự họ làm ra, tránh bị mấy thôn dân gần đó kỳ thị đến quấy rối. Tại phủ Thái Sư, Ninh Hữu Tính lừa dực 9 tuổi con đau xa của con viện cơ mà cậu chàng khôn lắm đấy nhé, bắt lão ta phải nói rõ ràng ra cơ. Quay trở lại núi sâu, Mãn Ý thực hiện phép thuật make up thần sầu của thời hiện đại che hết sẹo trên mặt cô gái để cảm ơn cô nàng đôi vợ chồng tặng lại y khoa thánh điển. Bên trong là những cách giải độc, có cỏ phượng hoàng giải được muôn loại độc, có điều rất hiếm rất khó lấy được. Sáng hôm sau, Thái Tử đến phủ Thái Sư, Ninh Hữu liền lừa dực 9 tuổi bắn cung về phía Thái Tử. Lúc Mãn Ý nhận được tin bèn vội vàng chạy tới bảo vệ chồng. Thì ra Văn Thần Dực giả vờ bị ngốc chứ thực ra ảnh dựa vào Noãn Bảo Bảo sưởi ấm nên không có sốt. Đôi trẻ cứ thế hóa giải vụ án ám sát Thái Tử, chỉ đáng tiếc tên tử sĩ đã tự tu theo ám hiệu của Ninh Hữu. Mãn Ý cùng Văn Thần Dực trở về nhà mở một tiệm bán sách đa dạng thể loại cho Văn Thần Vi, trong đó dĩ nhiên là bán cả bộ truyện Phu Tử Bá Đạo Phải Lòng Cô Vợ Nhỏ Vô Giá rồi. Chưa hết, cửa tiệm còn sale cực sâu cho người mua. 50 người đầu tiên có thể nhận được chữ ký của tác giả Văn Thần Vi và nguyên mẫu Mãn Ý. Nghe đại nương trước mặt nói con trai bị xe ngựa đâm mà sách thì đã bán hết, Mãn Ý bèn ký tên lên giấy trắng cho bà. Cả bốn người rất hài lòng vì hiệu sách của mình bán chạy như tôm tươi. Tối hôm đó, Trình Mãn Ý nghĩ về cái kết trong truyện tranh. Họ sẽ đánh bại kẻ xấu và sinh em bé, cả hai sẽ nuôi dạy những đứa con của mình thành các nhân vật tài giỏi và bên nhau đến đầu bạc răng long. Sáng hôm sau, Đỗ Trung Thừa dẫn quân đến viện của Văn Thần Dực bắt Trình Mãn Ý vì tội mưu phản. Trên triều đình mặc dù đã giải thích hết nước hết cái nhưng với sự sắp đặt công phu của Đỗ Trung Thừa nên cô và những người trong Văn gia cũng bị bắt vào ngục. Mới vào ngục chưa nóng, người Ninh Thái Sư muốn thẩm vẫn Trình Mãn Ý. Ông ta muốn cô khai kẻ chủ mưu là Văn Thần Dực, nhưng nữ chính đã tỉnh táo và phỉ báng lão ta. Cô bị tra tấn cực kỳ thô bạo khiến Văn Thần Dực cực kỳ tức giận. Anh đến gặp Ninh Thái Sư, anh sẽ giao con dấu cho ông chỉ cần lão ta tha cho Mãn Ý và mọi người trong Văn gia. Nhưng dường như sự khẩn thiết đó đã quá muộn màng, chỉ đợi ngày mai Hoàng thượng đình tội Văn gia và cả con dấu sẽ thuộc về Ninh Thái Sư. Đang ngồi nghỉ ngơi thì Thôi Tuyển bất ngờ xuất hiện. Thần Dực hỏi về vết thương của Mãn Ý nhưng cô không sao. Anh có một nước cờ hiểm cần sự giúp đỡ của Thôi Tuyển mới có thể thành công. Chuyển cảnh Phượng Tê Ngô đang chăm sóc cho nữ chính đáng thương của chúng ta. Anh mong cô sẽ hòa ly với Thần Dực và tiến tới bên mình thì Mãn Ý sẽ thoát chết nhờ thân phận Hoàng Phi. Nhưng mà huynh đệ sao có thể cưới nhau được chứ? Cô tin Văn Thần Dực sẽ nghĩ ra cách cứu mình ra khỏi đây. Nhờ sự giúp đỡ của Phượng Tê Ngô, cả hai vợ chồng đã gặp được nhau. Cả hai đều nghĩ ra được cách đó là mù chữ. Tại triều, sau khi báo cáo với Hoàng thượng thì ngài nhận ra thủ phạm không phải là Trình Mãn Ý. Nhưng vẫn chưa biết được kẻ đứng sau chuyện này là ai nên vẫn cần phải điều tra chi tiết. Nhưng do nữ chính đã giả mạo tài nữ dù mù chữ nên theo luật của Đại Phượng là phải chém. Áp lực của Đỗ Trung Thừa và Ninh Thái Sự khiến Hoàng thượng vô cùng nhức đầu. Đang định ban chỉ chém đầu thì Phượng Tê Ngô xuất hiện với đơn kiến nghị do dân chúng tự phát ký tên. Mong Hoàng thượng sẽ nể tình tiếng hoan hô của dân chúng mà khoan hồng, nhưng Ninh Thái Sư trong triều vẫn là cái gì đó rất mạnh. Lời nói của ông khiến Văn Thần Dược bất đắc dĩ phải nhận mình là người gây ra. Anh đã thừa nhận với Hoàng thượng hai vợ chồng đã hòa ly và mình không còn liên quan đến nữ chính cũng như Văn gia nữa. Anh có một chút tình cảm với cô nhưng trước sự an nguy của Văn gia thì nó không nên được nhắc đến nữa, khiến Trình Mãn Ý vô cùng đau lòng. Cô đành báo với Hoàng thượng những gì Thần Dực nói với ngài là đúng, cả hai người họ từ này ân đoạn nghĩa tuyệt. Không khí đang căng thẳng thì có một tên lính vào bẩm có rất nhiều vụ án khó phá liên tục báo nguy.
thấy thời cơ giải thoát đã đến. Phượng Tê Ngô tâu với bệ hạ mong ngài sẽ miễn tội khi quân cho cô, Trình Mãn Ý có tài phá án sẽ lấy công chuộc tội. Trước tình hình nguy cấp, hoàng thượng quyết định cho phép Trình Mã Ý lấy công chuộc tội, đồng thời giao cho quyền tùy cơ hành sự. Còn Văn Thần Dược ông sẽ ân xá miễn tội chết vì chàng có công đoạt giải quán quân cuộc thi tài văn chương, kể từ hôm nay miễn tất cả các chức vụ Văn Thần Dược đang đảm nhiệm. Học viện Thiên Hạ Đệ Nhất bị niêm phong, đi điều tra giúp Ninh Thái Sư, sau khi điều tra rõ Văn Thư mưu phản sẽ tiếp tục xử lý. Cả hai ra khỏi thành, Văn Thần Dược rất đau lòng, anh đợi khi nào mọi chuyện yên lặng sẽ cứu rỗi mối quan hệ bấp bênh này. Còn phía đối diện thì nữ chính quyết định không tha thứ cho anh sau những lời nói gây tổn thương sâu sắc như vậy. Văn Đại Tài Tử cùng Thôi Tiểu Hiệp chăm chỉ tỉ mỉ đi sâu vào điều tra, trong thời gian đó đã trải qua muôn vàn khó khăn, tránh được vô số tình thế ngặt nghèo, tìm hiểu manh mối khắp nơi, cuối cùng cũng hạ được chủ mưu Đỗ Tiểu Tốt, kẻ đứng sau bỏ tốt để giữ xe. Nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, trải qua trận chiến này, Văn Đại Tài Tử đánh bại kẻ ác, làm rõ sự thật, xoay chuyển tình thế. Đó là những tình tiết trong truyện tranh mà Trình Mã Ý đọc được, nhưng có một câu thoại khiến Phượng Tê Ngô cảm thấy rất cảm động và vĩ đại. Văn Thần Dực thà rằng lừa dối và tổn thương cô cũng phải đẩy Mãn Ý ra khỏi nguy hiểm. Hiện tại cô chỉ muốn độc lập và xinh đẹp, không nghĩ đến vấn đề gì khác, làm Phượng Tê Ngô cảm thấy chuyện tình của mình sắp sửa mở ra một trang mới. Chuyển cảnh tại viện của nam chính, mọi người đều đoán được anh đã làm xong chuyện lớn nên chàng sẽ đến Phù Châu theo đuổi lại vị hôn phu của mình. Đưa Trình Mãn Ý về là nguyện vọng của cả gia đình. Anh cáo lui mọi người rồi lên đường, một ngày rơi khỏi trời cao. Một đêm tan của nát nhà khiến Đỗ Nhã Cầm vô cùng đau lòng. Nếu cô có phải vào địa ngục nhất định sẽ kéo theo Văn Thần Dực cùng xuống vực sâu. Tình cảnh của những kẻ không còn lựa chọn để đi đúng là thật sự đáng sợ. Vào ban đêm, cả hai nhân vật chính cùng nghĩ về những khoảnh khắc của mình bên cạnh đối phương, nào là túi giữ nhiệt rồi lại bản cam kết, định vứt vào đống lửa rực đỏ nhưng cũng không nỡ, đành phải gấp lại và cất đi. Tại ranh giới Liêm Châu, Thôi Tuyển đã gặp Văn Thần Dực. Cả hai vui mừng khôn xiết ôm lấy nhau. Sáng hôm sau cả hai đã theo kịp được bước chân của Mãn Ý. Nam chính muốn cả hai ẩn náu vì nếu đột ngột xuất hiện cô ấy sẽ đuổi chàng đi. Cả hai đành thoát ẩn thoát hiện theo từng cử chỉ thân mật mà Phượng Tiêu Ngô dành cho Mãn Ý, khiến anh rất tức giận. Thần Dực định lao vào cản lại nhưng đó cũng chỉ là những hành động bình thường, chưa đến mức quá giới hạn của cả hai. Tại quán trọ Duyệt Lai thấy cả hai cùng thuê một phòng làm, Thần Dực rất tức giận, lưỡi dao này đã cắm sâu vào tim anh quá rồi, phải giải thoát thôi, nhưng đã bị Thôi Tuyển cản lại và mang vào phòng. Họ nghe thấy tiếng sột soạt ở phòng kế bên, tưởng rằng cặp đôi nam nữ này đang cởi áo cho nhau, nhưng thực ra Phượng Tê Ngô đang gãi chân vì quá ngứa. Bỗng bên đó có tiếng la lên của Tê Ngô, nhưng thực ra là họ đang diễn lại hiện trường cưỡng gian. Phía đối diện Thôi Tuyển nghĩ ra một kế diệu thì Văn Thần Dực muốn anh nói luôn, bất kể là gì nam chính cũng muốn nghe, vì không biết rốt cuộc ở phòng bên cạnh bọn họ đang làm gì. Mặc dù Thôi Tuyển đã sử dụng kế sách khá đa dạng nhưng vẫn không thể tìm ra được chút manh mối. Tối hôm đó họ đã phát hiện hành tẩu giang hồ thở khói thuốc mê. Cả hai sang phòng bên cạnh thấy họ đang lơ tơ mơ, Văn Thần Dực và Thôi Tuyển đưa họ thoát khỏi hắc điếm. Khi tỉnh dậy rõ ràng vừa nãy đã nghe thấy tiếng Văn Thần Dực, nhưng giờ người cạnh bên cô là Phượng Tê Ngô, nàng thấy chỗ lúm cây sột soạt dường như nhận ra Văn Thần Dực đã ứng cứu mình. Mãn Ý quyết tâm làm mọi cách để anh phải lộ diện, mặc dù đã ám chỉ hết nước hết cái nhưng nam chính của chúng ta vẫn quyết tâm theo đuổi cô từ phía xa, đúng là lì lợm. Tối hôm đó Phượng Tê Ngô hẹn gặp Mãn Ý, anh bắn pháo hoa lên trời, bỗng từ phía dưới đi lên hàng ngàn chiếc đèn lồng rực rỡ giữa trời khuya yên tĩnh. Trước khung cảnh lãng mạn vậy, Phượng Tê Ngô tỏ tình với Mãn Ý, đang định từ chối thì Văn Thần Dực xuất hiện cản lại. Giờ đây lại xuất hiện một trận chiến nảy lửa giữa hai người đàn ông, anh sẽ lấy được cảm tình của Trình Mãn Ý bây giờ. Sáng hôm sau khi tiễn Thôi Tuyển trở về, cả ba cùng xót xa trước khung cảnh bên trong thành Phù Châu. Hà Đại Nhân nhận thấy lệnh bài trong người của Trình Mãn Ý, dường như lão có ý đồ gì đó. Ông tiến tới bái kiến và nhận mình có tội, vì lão mà người dân nơi đây phải khổ, khiến ai ai cũng ủng hộ và bảo vệ lão ta. Khi nhìn thấy những cử chỉ lạ cùng với trang phục mà Hà Đại Nhân đang mặc, Trình Mãn Ý nhận ra được điều gì đó. Sau khi tra hỏi người dân và quân lính ở đây, họ đã nhận được bản phác thảo khuôn mặt của kẻ làm vỡ đê. Lần theo dấu vết của bột trắng, họ tìm ra được trang phục và vũ khí của kẻ đó. Tại bàn ăn, hai nam nhân cũng tranh giành nhau gắp thức ăn cho Mãn Ý, khiến cô rất tức giận. Ăn cũng không ngon với hai kẻ si tình này, cả lời khai chân dung và hung khí đều hướng tới kẻ tình nghi là Du Nhất Đao. Nhưng mà có điều gì đó lạ lắm, tất cả đều giống nhau một cách kỳ lạ như được sắp đặt từ trước. Đang bàn luận sôi nổi, bỗng nhiên có một tên lính vào báo cáo Hà Đại Nhân đã bắt được đồng phạm của Du Nhất Đao. Câu chuyện đã trở lên thú vị hơn rồi đây. Đang áp giải tù nhân vào thì bỗng nhiên có một hải tặc đến cứu, tưởng rằng bên trong trại là đồng minh của mình, nhưng không, người đó là Phượng Tê Ngô. Hải tặc đã mắc bẫy, hắn tung hỏa mù và trốn thoát kịp thời, nhưng Văn Thần Dực đã quét một hương liệu đặc biệt trên chiếc xe tù nhân này. Hải tặc vừa rồi đã dính phải thứ này, dẫn chó săn đi theo tìm mùi hương là lần ra dấu vết. Tối hôm đó cả ba đã tìm đến Du Nhất Giao và đàm phán mới tìm ra được sự thật. Thực ra đều do tên cẩu quan Hà Liêm đó làm, lão ta nhận lệnh của một quý nhân trong kinh đi tìm kho báu nên bắt người dân đi đào bờ sông mới dẫn tới vỡ đê, gây ra họa lớn. Sau đó lão ta che đậy chuyện này, tình cờ Du Nhất Đao đến đây không muốn người dân bỏ mạng nên đã ra tay cứu giúp nên mới bị vu oan là hải tặc.
Sau khi bàn bạc với nhau, họ nghĩ ra một kế cho Du Nhất Đao bắt giữ họ cùng với một chút kỹ năng vung tiền của mình đã giải thoát cho tất cả người dân thoát khỏi sự kìm cặp của Hà Phủ Doãn. Tại một căn phòng kín đáo, Du Nhất Đao nhận được tiền từ thiện từ Trình Mãn Ý, anh cũng nhận ra Văn Thần Dực là con của Văn Hiến. Trước khi tổ phụ của Văn Thần Dực thoái ấn đã chôn kho báu ở Phù Châu, nhiều khả năng đây là thứ mà Hà Phủ Doãn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Du Nhất Đao dẫn cả hai đi lấy kho báu, họ nhận ra được Hà Phủ Doãn ở tận Phù Châu mà lại muốn tìm kiếm bảo vật của Văn gia thì có thể kẻ đứng sau là Ninh Thái Sư. Nếu tìm ra được bằng chứng xác thực chuyện này có thể hạ bệ được Ninh Thái Sư. Họ quyết định trói mình lại và chờ Phượng Tê Ngô dẫn Hà Phủ Doãn đến giải cứu, đúng như dự tính bọn họ đã tìm đến nơi. Tại văn phòng của Trình Mãn Ý, họ có một kế hoạch rất chỉn chu và hiệu quả nhưng đã bị Hà Phủ Doãn phát hiện. Hắn đến trại giam của Vương huynh đệ thì đã không thấy người đâu, binh lính thì ngất xỉu. Bỗng nhiên một tên lính xuất hiện kề kiếm vào cổ Hà Phủ Doãn, thì ra là bọn họ đã thay đổi quần áo cải trang thành binh lính. Áp giải được lão ra thì Phượng Tê Ngô đến ứng cứu, đưa mọi người lên ngựa cùng với Hà Phủ Doãn. Phía bên kia Du Nhất Đao cũng tìm thấy thư từ qua lại tìm thấy ở dinh quan Phủ Doãn. Bây giờ có đủ nhân chứng, vật chứng, dù Ninh Thái Sư có tài giỏi cỡ nào cũng không thể lật ngược thế cờ này. Đang trở về kinh thành thì cả đám bị lũ thích khách chặn lại, Du Nhất Đao đành phải một mình chống chọi với mấy tên đó để cho bọn họ trốn thoát. Tưởng rằng sẽ bình an vô sự, ai ngờ có một tên đã chờ sẵn, hắn bắn cung vào Hà Phủ Doãn và Trình Mãn Ý, cũng may Văn Thần Dực đã chặn lại giúp nàng. Về tới phòng khi rút tên ta thì Giao Bạch phát hiện nó có độc rất nặng, chúng độc này kim sang dược tốt đến mấy cũng vô ích. Lúc công tử 9 tuổi đã bị người xấu hạ độc này, vết độc giống y hệt, dù có hóa thành tro, Giao Bạch cũng nhận ra. Vị thần y cứu Văn Thần Dực năm xưa đã qua đời từ lâu, Mãn Ý trong lúc bối rối đã nghĩ ra được cỏ phượng hoàng, nó là hy vọng duy nhất để cứu Văn Thần Dực nên cần mọi người giúp sức. Tối hôm đó cả hai đang nói về việc tổ chức lễ phục hôn thì nhận được tin của Du Nhất Đoan nói trên giang hồ có một độc y thánh chủ tên Đường Tuyệt Mệnh, rất thích sưu tầm vài loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi, nhiều khả năng ông ta sẽ có cỏ phượng hoàng. Ông ta đã quy ẩn về núi Đoạn Hòn từ lâu, muốn lấy được cỏ phượng hoàng từ ông ta e là khó làm được vì tính tình kỳ quặc, hành xử quái đản. Khi đến nơi thấy lão ta cư xử kỳ lạ như vậy, Trình Mãn Ý rất lo lắng. Lão ta cứ hỏi về đáp án của cánh cửa đá phía trước làm Trình Mãn Ý khá tò mò, cô tiến đến nhìn qua sau. Một hồi suy nghĩ, cô tiến đến tảng đá và xoay chuyển một hồi thì cánh cửa mở ra. Thực ra nó chỉ là một thuật che mắt không hề có đáp án. Cả ba tiến vào tìm độc y thánh chủ thì bất ngờ khi ông ta là lão già điên vừa lẫy nói năng lung tung. Sau một hồi thuyết phục, lão đã đồng ý cho cô cỏ phượng hoàng nhưng cô phải thử thuốc cho lão, một mạng đổi một vật liệu có công bằng. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Trình Mãn Ý đồng ý ngay, khiến Văn Thần Dực hết mực ngăn cản. Anh bảo Phượng Tê Ngô giết mình đi để cô đỡ phải lao đầu vào chỗ chết. Ngay khi Ngũ Hoàng Tử định ra tay thì nữ chính đã ngăn lại, nàng nhất quyết không chịu để cho Tê Ngô làm điều dại dột đó. Nghe được những lời như vậy thì anh ta cũng chỉ biết buông tay đồng ý. Lão Đường Tuyệt Mệnh cũng đi tới để điểm huyệt Ngũ Hoàng Tử lại rồi cho ra một góc để ngồi. Sau đó ông ta cho nữ chính thử ngũ độc cắn để xem ra sao. Mới đầu có vẻ bình thường nhưng dần bắt đầu độc phát tác, người cô nóng lạnh thất thường, gào thét trong đau đớn. Thế rồi Mãn Ý xuất hiện ảo giác và Đường Tuyệt Mệnh đã đưa cho nàng một nhành hoa cho thần dược ăn. Nam chính vừa ăn xong thì mắt trợn ngược lên, sau đó ngất đi, khiến nữ chính gào lên mà khóc lớn. Hóa ra là do nhện cắn nên mới gây ra ảo giác đau buồn như vậy. Lão độc y đã xin tí huyết của nàng để tưới cho chậu hoa. Không lâu sau Mãn Ý cũng đã tỉnh lại và thần dược cũng đã được cứu sống. Vừa nãy là do cô gặp ảo giác nên mới vậy thôi chứ bây giờ không sao nữa rồi. Rất nhanh họ đã cưới ngựa quay trở về hoàng cung để bẩm báo tội ác của Ninh Thái Sư. Ông ta vẫn phủ nhận tội trạng của mình thì Mãn Ý đã cho gọi nam chính mang bằng chứng phạm tội của ông ta vào. Ngũ Hoàng Tử cũng đứng ra làm chứng cho việc điều tra này. Sau khi xem xét hết chứng cứ thì Hoàng thượng đã lệnh bắt ông ta lại nhốt vào ngục chờ tới mùa thu sẽ xét xử. Hà Phủ Doãn cũng nối giáo cho giặc nhưng niệm tình biết ăn năn hối cả nên khoan hồng, nhốt vào ngục 10 năm rồi tịch thu hết tài sản. Còn về phía nam, nữ chính cũng được hoàng đế trọng thưởng vì tìm ra sâu mọt giúp triều đình và bách tính Đại Phượng. Thần Dực cũng không chần chừ mà xin người tổ chức kỳ thi võ cho cả nữ tử tham gia, khiến ai cũng bất ngờ. Sau khi nghe nam chính giải thích hết nước hết cái thì hoàng thượng thấy có lý liền đã đồng ý tổ chức kỳ thi võ. Tối đó về đến nhà thì Văn Thần Dực đã dẫn nàng đến trước bài vị tổ tiên giới thiệu qua một lượt cho cô biết. Tiếp đó là anh đã dẫn Mãn Ý ra ngoài rồi cầu hôn nữ chính và nàng đã đồng ý. Ấy thế mà cả hai đang định quện nhau một tí thì vô tình giường lại sập. Hôm sau đang trong phòng tình tứ thì bố mẹ chồng đi vào khiến cả hai bất ngờ. Trốn ra ngoài để tâm sự mỏng với nhau, sau đó đang định hôn thì lại đến lượt Vivi với Thôi Tuyển phá đám. Đến lúc về phòng chỉ có hai người nhưng Mãn Ý vẫn không yên tâm mà cứ thấp thỏm mãi. Nam chính bèn nói hôm nay tất cả người ở trong phủ đều không có nhà đâu nên yên tâm. Chàng cũng đã khóa cửa rồi, đang vui sướng vì hôm nay sẽ không có ai cản hai người làm chuyện ấy ấy thì bất ngờ thuộc hạ chạy về thông báo có chuyện ha ha. Hóa ra là cáo thị với thánh chỉ vua ban nói về việc ba ngày nữa sẽ tổ chức kỳ thi võ. Nữ chính nhà ta không chút do dự mà đứng lên đăng ký đầu tiên, người dân xung quanh thấy vậy thì rất vui mừng tung hô nàng. Họ còn căng băng rôn khẩu hiệu đứng trước cửa phủ để cổ vũ tinh thần cho Trình Mãn Ý. Tại quyền quán Trình gia, đôi vợ chồng trẻ đứng xem cha thực hiện 72 đường đao pháp. Mới đầu thì thấy con bù nhì không bị làm sao, với cả thời gian học tận 10 năm thì nữ chính đã định bỏ đi.
Thế nhưng được mấy bước thì con bù nhìn đó bỗng tan tành thì nàng đã quay lại xin cha dạy mình duyệt học võ công, và rồi Trình lão gia đã hướng dẫn con mình một chiêu tuyệt học chuẩn là thượng sách. Ông chạy đi rồi còn không quên dặn dò con gái nếu đánh không lại thì bỏ chạy nghe con. Rất nhanh đã đến kỳ thi võ của Đại Phượng và Hoàng thượng cũng đến chủ trì. Sau một hồi giao lưu võ thuật với các đối thủ khác thì Thôi Tuyển và Mãn Ý đã lọt vào vòng chung kết cùng hai người nữa. Tên ngự sử Tuần Thành rất mạnh và nghe nói là chưa từng thua lần nào. Thấy vậy thì Thôi Tuyển là người lên ứng chiến đầu tiên, nhưng vừa chào nhau xong thì ăn một đạp bay luôn xuống. Nữ chính nhà ta chỉ còn cách ước mơ một bước nữa thôi nên không để hắn hống hách, cô liền đi lên thách đấu. Nàng cũng có chút gọi là tinh danh khịa hắn chấp mình chỉ dùng chân không được dùng tay. Thế rồi hai người bắt đầu lao vào giao lưu võ thuật, Mãn Ý cũng đã tranh thủ đấm hắn một phát vào mặt. Cô trèo lên cột tre ngay gần đó thì bị hắn ta đã gãy ngã bổ nhào ra sàn. Lúc này cay cú lắm rồi nên ngự sử Tuần Thành không nề hà mà cứ sút vào bụng nữ chính thôi. Vì quyết tâm muốn làm nữ ngự sử Tuần Thành nên Trình Mãn Ý đã cố gắng chịu đựng rồi tóm lấy chân tên kia quật ngã. Cô cũng dùng các đòn khóa xiết và cuối cùng cũng hạ gục được tên to xác này giành chiến thắng. Hoàng thượng cũng đã ban chỉ phong Mãn Ý thành nữ ngự sử Tuần Thành đệ nhất Đại Phượng, đích thân hoàng đế trao hổ phù và lệnh bài cho nàng. Thế nhưng cô vừa nhận xong thì đã xin hoàng thượng ân chuẩn cho việc hủy bỏ nhiều luật pháp bất công của Đại Phượng với người học võ. Nàng muốn người học văn với theo võ đều được ngồi ngang hàng với nhau. Nam chính ở bên cũng đã nói đỡ cho nương tử của mình. Cứ tưởng ông không đồng ý nhưng sau một hồi suy nghĩ thì hoàng đế đã quyết định chuẩn tấu. Hai vợ chồng cũng đã mở ra giảng đường học võ để cho tất cả mọi người có thể đến tập. Nếu xuất sắc còn được tuyển thẳng vào Tuần Thành Ti làm việc, họ cùng nhau vui vẻ vì đã hoàn thành được mục tiêu của mình. Hôm sau Mãn Ý cùng tuyển đến Tuần Thành Ti để nhận chức. Đám lính ở đây chỉ toàn lo chơi nên cô đã thay đổi quy định cũng như kỷ luật để phát triển hơn. Hàng ngày đi làm thì sẽ chấm công, nghỉ thì phải xin phép được duyệt thì mới được nghỉ. Cũng có tăng ca làm thêm giờ và có thưởng. Cuối tháng thì sẽ đánh giá tổng quát qua bảng chấm công cùng các ý kiến của dân thì sẽ được thưởng to. Thế rồi họ cũng đã thực hiện được cuộc cải cách này. Tối hôm đó một nữ tử đang bị bắt nạt bởi đám đàn ông thì Ngũ Hoàng tử xuất hiện đánh đuổi chúng đi. Trở về nhà Phượng Tê Ngô đã bảo cô ấy không có nơi để đi thì hãy ở tạm đây trước. Cô nàng cũng nói về việc nhờ có nam nữ chính chống lưng nên những người học võ ngày càng liêu căng phách lối. Thế nhưng sự thật không phải như vậy mà là ả ta đã thuê những người đó diễn để lấy lòng Ngũ Hoàng tử. Bên này đôi vợ chồng trẻ rất vui vì đã đạt được những thành tựu to lớn. Để thưởng cho sự cố gắng này thì hai người đã quậy nhau cả đêm. Sáng dậy chưa thỏa mãn lại tiếp tục phịch cái nữa ha ha. Sau khi mặn nồng cùng nhau xong thì cả hai ngồi ân ái với nhau. Bỗng nàng nhìn vào gương thì lại không thấy hình ảnh phản chiếu của mình, liền khá ngạc nhiên, còn bị chảy máu mũi nữa. Đại phu cũng đã khám cho nàng nhưng chẳng thể tìm ra bệnh. Cô cũng cảm nhận được gì đó khác khác với cơ thể mình rồi cũng tìm những sổ sách để đọc tìm hiểu xem thế nào. Thần Dực cũng mang cho nàng một tờ giấy vẽ chòm sao nào đó mà mang từ chỗ Ti Thiên Giám về. Do cô vẫn còn hạn chế trong cách đọc nên chồng yêu đã đọc cho nghe. Giữa tháng đầu xuân, sao xấu chiếu mệnh, số trời chia cách, không thể ở lại lâu. Nữ chính nghe xong thì biết đã đến lúc mình phải đi rồi. Nếu miễn cưỡng ở lại chắc chắn sẽ ngỏm ở đây. Còn một tháng nữa là đến ngày xuất hiện chòm sao, cũng đồng nghĩa với việc cô phải tìm được ra bức tranh cổ để trở về thế giới ban đầu. Nếu không thì nàng sẽ phải ngỏm ở nơi này mất. Vừa buồn thẫn thờ, Mãn Ý nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp và vui vẻ bên nam chính. Nữ chính đã dùng thời gian để viết ra 100 chuyện hạnh phúc để cùng thực hiện với Thần Dực trong thời gian ngắn ngủi này. Thế rồi hai người đã cùng nhau đi chơi, cùng nhau thực hiện được kha khá những điều trong quyển sách mà Mãn Ý đã ghi ra. Lúc mà chuẩn bị đi tiếp thì cô bỗng dưng ngất đi, nam chính ở ngoài chờ đợi mà cảm thấy bất an nên đã chạy về xem thế nào. Nàng cũng đã tỉnh lại trấn an chàng để mai đi tiếp nhé vì hôm nay hơi mệt. Ngay khi cậu rời đi thì cô cũng đã ho ra máu nhưng lại bắt nô tỳ giữ kín chuyện này không được để cho tướng công của mình biết. Trình Mãn Ý cũng tranh thủ tới gặp Ngũ Hoàng tử nói lời cảm ơn với anh ta. Nàng rất vui vì Phượng Tê Ngô đã thích mình nhưng cô đã có người trong lòng rồi nên mong cậu ấy sớm tìm được người bên cạnh yêu thương Ngũ Hoàng tử. Nữ chính cũng trả lại văn thư cổ phần của gọi xe dụ dụ cho Tê Ngô. Anh nhận được những lời nói cũng như tờ giấy đó thì rất buồn vì đây là mối liên hệ duy nhất mà có thể gặp được nàng. Khi Mãn Ý rời đi thì Ngũ Hoàng tử đã ôm lấy cô và mong nữ chính cho mình thêm cơ hội. Cậu sẽ thay đổi để hoàn thiện và sẽ cố gắng để Trình Mãn Ý chịu yêu mình. Hắn còn điên cuồng nhào tới cưỡng hôn liền bị nữ chính tát cho một phát đau điếng. Cô cũng tuyên bố thẳng thừng từ trước tới giờ chỉ có yêu một mình Văn Thần Dực mà thôi nên mong Ngũ Hoàng tử tỉnh táo chút. Phượng Tê Ngô lúc này đau buồn mà nhớ lại những kỷ niệm và khoảnh khắc từng trải qua với Mãn Ý. Trời như hiểu lòng người mà bỗng đổ cơn mưa, đã buồn lại càng buồn thêm hơn nữa. Đỗ Nhã Cầm lúc này từ trong nhà đi ra liền bơm thêm vài lời không hay về nữ chính để cho Tê Ngô càng thêm hận nàng hơn. Thế rồi hai người đã vào trong nhà lao gặp Ninh Thái Sư. Sau khi trò chuyện thì Ngũ Hoàng tử biết được mình và nam chính đều cùng huyết mạch và là con cháu tiên đế. Bọn họ cũng nhắc tới truyền thuyết của Đại Phượng về một báu vật nếu có được sẽ thống lĩnh thiên hạ, mà trong con dấu và bảo vật Phù Châu có chứa địa chỉ kho báu. Trong kho báu đó thì chứa một bức tranh cổ mà kẹp giữa lớp tranh chính là di chiếu của tiên đế. Nó có thể chứng minh Văn gia mới là dòng dõi chính thống của Đại Phượng. Ngũ Hoàng tử nhớ lại lúc nữ chính đề cập tới bức tranh cổ đó. Không nhẽ cô ấy lại đang tìm bức tranh cổ đó ư? Đỗ Nhã Cầm lúc này cũng thêm mắm dặm muối nói xấu nam nữ chính thêm nữa để lợi dụng Phượng Tê Ngô trả thù cho mình.
Bên này Mãn Ý đang định nói ra thân phận thật và thế giới mình sống thì Văn Thần Dực đã đón lời. Anh đã biết nàng thực ra không thuộc thời đại này mà chỉ là vô tình bị đưa tới đây thông qua những cử chỉ hành động của cô. Cậu có chút thắc mắc tại sao nữ chính lại có thể đến đây thì cô cho biết mình ở thế kỷ 21. Không may bị tai nạn nên đã xuyên không tới một bộ truyện tên Tài Nữ Đệ Nhất Thiên Hạ. Giải thích xong thì Mãn Ý thấy tướng công chẳng có chút kinh ngạc liền hỏi. Anh cũng thật thà mà trả lời rằng cũng đã biết rồi nhưng hôm nay hỏi lại cho chắc chắn hơn thôi. Hai người cùng nhau nói chuyện thêm chút rồi đứng dậy cầu nguyện mong rằng sẽ mãi được ở bên nhau. Nam chính lúc này nhớ lại khi mình phát hiện ra nàng đang cần bức tranh cổ để có thể trở lại thế giới ban đầu thì anh đã cùng thuộc hạ đi tìm khắp nơi. Thần Dực còn tìm tới Đại Lao để nhờ Ninh Thái Sư chỉ điểm cho mình tìm bức tranh cổ đó. Lão thì cứ tưởng chàng tìm bức tranh là để lấy di chiếu nhưng thực chất chỉ là để cứu nương tử của mình. Ông nghe được những lời đó thì đã tự trách mình đã hiểu nhầm Văn gia từ trước tới giờ và cũng nhắc nhở Thần Dực đừng tìm bức tranh cổ đó nữa vì sẽ rước họa vào thân. Quay trở lại hiện tại, hai người cầu nguyện xong thì cùng nhau ngắm sao băng trên trời. Hôm sau khi ngủ dậy không thấy cô vợ bé nhỏ đâu thì nam chính đã vội chạy khắp nơi để tìm nàng. Cứ tưởng là Mãn Ý đã rời đi rồi thì bỗng cô xuất hiện ngay đằng sau. Hóa ra nàng chỉ đi hái hoa thôi chứ vẫn muốn ở bên chồng yêu không đi đâu hết nữa. Bên này Ngũ hoàng tử nhớ lại những lời mà nữ chính nói và cả Ninh Thái Sư thì tức giận không thôi. Hắn gọi người vào ra lệnh theo dõi người của Văn gia và những hành động của Thần Dực thật sát sao. Thôi Tuyển cùng thuộc hạ cũng đã tìm khắp Đại Phượng rồi mà không thấy bức tranh cổ đó khiến nam chính rất lo lắng. Sau khi nhớ lại lời của Ninh Thái Sư thì cậu đã phân tích các kiểu con đà điểu và khẳng định bức tranh đó chắc chắn ở Đại Phượng và có liên quan đến con dấu. Đang cầm dấu lắc lắc thì nô tỳ chạy đến gọi bảo phu nhân gọi người tới. Ngay khi vừa đến thì thấy vợ yêu có vẻ hơi cá đuối nên Thần Dực đã đến bên để vỗ về. Nàng cầm con dấu lên tâm sự vài điều rồi bỗng ho cái làm rớt. Lúc này con dấu bị chia ra làm đôi và phát hiện bên trong có một mảnh giấy. Mở ra thì đó chính là bản đồ của học viện này. Sau khi về phòng thì họ lại tìm ra một mảnh nữa ghép lại thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Mà đường đi của bản đồ này lại rất giống quỹ đạo của chòm sao trong bức tranh cổ. Nam chính rất vui vì vợ sắp được cứu rồi và không màng tới lời nhắc nguy hiểm của Ninh Thái Sư. Hôm sau Văn Thần Dực đã gọi cha mẹ và nhạc phụ tới thông báo việc nữ chính đang nguy hiểm tới tính mạng khiến mọi người hoang mang không thôi. Nếu bây giờ muốn cứu cô ấy thì sẽ ảnh hưởng tới hai nhà Văn với Trịnh, đồng thời học viện này cũng sẽ bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Cậu cũng đã khấu đầu xin lỗi mọi người về vấn đề đó nhưng lúc này Mãn Ý đã chạy vào ngăn lại. Cô không muốn bọn họ hy sinh vì mình nhiều như vậy nhưng mọi người đều không nghe mà muốn cứu nàng bằng mọi giá. Tối đó sau khi dỗ vợ yêu ngủ thì nam chính có ra nói chuyện với Vivi và Thôi Tuyển. Họ cũng muốn giúp đỡ nhưng anh đã từ chối và sẽ nghĩ cách lo liệu. Bên này Ninh Thái Sư đột ngột qua đời và Phượng Tê Ngô cũng đã tới. Xem lại sổ sách thì biết được Văn Thần Dực là người gặp ông ấy cuối cùng. Nghi đó là cái bẫy nên Ngũ hoàng tử không bẩm báo lên triều đình mà cho người đi theo dõi hành tung của nam chính xem thế nào. Hôm sau đã có người tới học viện để theo dõi nhưng đã bị nam nữ chính biết được liền cắt đuôi hắn. Phía Tê Ngô thì Đỗ Nhã Cầm đã đến tiếp tục kích đều để cho Ngũ hoàng tử mau chóng trừ khử Trình Mãn Ý. Thuộc hạ lúc này chạy tới báo cáo về việc hai người kia đã ra khỏi thành và đang đi tìm kho báu thì anh ta lập tức rời đi. Rất nhanh đã đuổi được xe ngựa chặn lại nhưng khi Phượng Tê Ngô tới kiểm tra thì người ngồi trong đó là Vivi với Thôi Tuyển khiến hắn tức giận không thôi. Bỗng nhiên lúc này nhận được mật thư nên Ngũ hoàng tử đã mau chóng quay trở lại thành. Hóa ra hai người đã cùng nam chính dùng kế điệu hổ ly sơn để đánh lạc hướng giúp họ mau tìm được kho báu. Biết được tin cấm vệ quân sắp tới học viện rồi thì mọi người đã tính ra ứng chiến nhưng Thần Dực đã ngăn lại. Ở đây có mật đạo có thể dẫn ra ngoài thành nên nam chính đã mau chóng đưa bọn họ tới đó. Sau khi tạm biệt mọi người xong thì chỉ còn hai vợ chồng này ở lại. Bên trên Ngũ hoàng tử cùng Đỗ Nhã Cầm đã đem quân tới học Vijin. Sau khi lục soát một vòng thì phát hiện không còn ai ở đây nữa cả. À, phản diện kia nghi ngờ ở đây có mật đạo nếu không thì sẽ chẳng chạy nhanh được như vậy, thế là Phượng Tê Ngô đã lệnh tìm hết thợ thủ có ong trong thành tới đây để tìm. Nam nữ chính cũng đã dìu nhau đến được nơi cần tới và đi vào trong. Cả hai thấy được bức tranh một người phụ nữ treo trên tường. Bên trên tiên đế có ghi lại những chi tiết quan trọng và lời dặn dò cho hậu bối khi cần thiết có thể lấy làm chứng. Ngũ hoàng tử lúc này cũng đã tìm ra lối vào của mật thất. Ngay lúc nam nữ chính định lấy tranh cổ thì Phượng Tê Ngô xuất hiện ngăn lại. Thần Dực vì nương tử đã không màng tính mạng bất chấp trao đổi. Nàng cũng không chịu thua nói rằng sẽ không lấy tranh nữa và mong Ngũ hoàng tử tha cho tướng công. Nghe được những lời này khiến Tê Ngô rất khó chịu và bực tức. Hắn đã trút cơn tức giận đó lên người nam chính và hành hạ cậu. Bỗng nhiên Mãn Ý phun ra huyết gục xuống thì lúc này Ngũ hoàng tử mới biết nàng đang mắc bệnh. Đỗ Nhã Cầm sau khi nghe được việc cần dùng tranh cổ để cứu nữ chính thì cô ta đã tranh thủ tới gần bức tranh để lấy nó. Cơ quan mật dưới ở dưới cũng được kích hoạt. Lúc này ả ta cũng bộc lộ bản chất thật của mình. Hóa ra Ninh Thái Sư ngỏm là vì cô ta mang rượu độc đến cho ông ấy uống. Phượng Tê Ngô dù không ưa Thần Dực nhưng Mãn Ý là người hắn yêu nên đã liều mình muốn lấy lại bức tranh. Nhã Cầm đã dùng tranh cổ đó để trước nến đe dọa sẽ đốt đi. À cũng nói ra những uất ức trong lòng vì nữ chính mà cô ta không có được tình yêu cũng như mất hết tất cả. Cô ta rất hận bọn họ và sẽ đốt bỏ bức tranh cho đám người sống trong đau khổ. Thế nhưng lúc này hang động bỗng rung lắc như sắp sập. Đá rơi vào đầu Đỗ Nhã Cầm khiến ả ngát đi. Ngũ hoàng tử vì bảo vệ Mãn Ý cũng bị đá rơi trúng. Bất ngờ đám người vừa nãy rời đi đã quay lại dìu tất cả chạy đi trước khi hang động sập xuống.
Lúc sau Tê Ngô tỉnh lại thì thuộc hạ đã báo cáo do hang sập nên chỉ cứu được anh và Đỗ cô nương ra ngoài, còn nam nữ chính bị chôn vùi trong đó rồi. Quân lính đang cố thông lại đường vào hang để tìm thì Ngũ hoàng tử đã bảo dừng lại, không cần thiết nữa. Anh ta về bẩm báo với phụ hoàng sự việc đã xảy ra và di chiếu cũng đã bị chôn vùi ở đó. Bên này nam nữ chính cùng mọi người đã thoát khỏi được nguy hiểm. Họ cũng sẽ đến một nơi yên bình để sống và từ nay sẽ không còn Văn gia nữa. Hoàng thượng biết tin thì truyền thánh chỉ truy phong Văn gia là gia tộc trung liệt và xây dựng đền thờ phụng để an ủi anh linh. Phượng Tế Phong buồn bã không thôi liền ra thả đèn trời rồi nói lời tạm biệt với Trình Mãn Ý. Cả nhà họ Trình và nhà họ Văn đã chuyển tới một khu rừng để sống. Bọn họ cùng nhau ở đây rất gắn bó và cũng đang chuẩn bị cho hôn lễ. Bỗng nữ chính lại thổ huyết ngất đi khiến mọi người lo lắng. Sau khi tỉnh lại thì nàng đã nói rằng không sao và bảo mấy ngày nữ mới đi cơ nên cứ yên tâm nhé. Cô cũng trổ tài nấu ăn mời cha mẹ chồng cùng phụ thân thử. Mồm thì khen ngon nhưng mà ăn xong vội ra uống nước vì quá cay, nàng thử lại thì chẳng có thấy vị gì cả. Hôm sau bố mẹ chồng đi tới tiệm mua túi thơm thì bất ngờ thấy đôi bạn trẻ đi tới liền trốn đi. Chàng và nàng cũng tới đây để tự điều chế hương an thần cho mọi người. Vì khi cô rời đi muốn họ sẽ ngủ say chứ nếu thức sẽ rất đau lòng, cha mẹ chồng nghe được thì cũng rất xúc động. Rất nhanh Mãn Ý đã điều chế xong nhưng nàng ngửi chẳng thấy gì. Thần Dực cũng thử thì đã bị hắt xì, hai ông bà Bô ngồi đằng sau cũng bị luôn nhưng khi họ ngó sang thì đã không thấy đâu vì họ trốn bên ngoài. Tối đó về nhà không thấy Vi Vi cùng Thôi Tuyển mặc đồ cưới thì Mãn Ý có chút thắc mắc. Hóa ra hôm chuẩn bị thì nam chính đã nhờ mọi người ở nhà làm một bữa tiệc nhỏ để chia tay nàng. Vì cô sắp phải đi rồi nhưng lại không muốn nói rõ với từ biệt mọi người nên họ chỉ còn cách đó. Thế rồi tất cả đã cùng vào nhập tiệc ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau. Ăn uống xong thì nam nữ chính đã ngồi tâm sự với nhau. Cô dặn anh chồng không có mình ở đây thì phải biết tự chăm sóc bản thân. Ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe. Cậu cũng dặn cô vợ về thế kỷ 21 thì nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Lúc này bức tranh đã phát sáng, chòm sao cũng xuất hiện trên đó. Bầu trời thì cũng đã lấp lánh những ánh sao và nàng cũng theo đó mà biến mất dần trước mặt nam chính. Anh chàng lúc này chỉ biết ngồi một mình mà khóc rất nhiều. Ở hiện đại Mãn Ý cũng đã tỉnh lại. Cô vẫn ngỡ ngàng cứ tưởng đó chỉ là giấc mơ mình trải qua. Nữ chính mở quyển truyện tài nữ đệ nhất thiên hạ ra xem thì lại thấy giống hệt những gì mình đã trải qua thì rất bất ngờ. Một người đàn ông đem hoa bước vào thì cô đã nhận ra đó là Văn Thần Dực liền lao tới ôm cậu ấy. Nàng rất vui vì đã gặp lại được chàng còn bế cả anh ấy lên. Nữ ý ta đã chạy vào ngăn lại vì mới ốm dậy không được vận động mạnh. Sau khi nghe Mãn Ý gọi Thần Dực là phu quân thì ý ta khá bất ngờ vì họ mới chỉ gặp nhau có một lần. Nữ chính ngứa người ra nhớ lại quả thực cô đã cứu giúp anh có một lần, sau đó liền xin lỗi. Nữ ý ta còn nói thêm rằng trong thời gian Mãn Ý hôn mê biết cô là fan cứng bộ truyện của Thần Dực nên ngày nào anh cũng đọc cho nàng nghe. Cứ tưởng không có kết quả gì thế mà thực sự nữ chính đã tỉnh lại. Thấy cô có chút đau đầu thì ý ta đã vội chạy đi tìm bác sĩ, nàng cũng không quên đuổi khéo anh thanh niên kia về. Bất ngờ lúc đó Văn Thần Dực mới lên tiếng nói ra những lời dặn cô lúc trước. Cuối cùng thì ta đã tìm thấy nàng rồi nương tử. Mãn Ý nghe xong thì khoái cười toe toét. Bộ truyện tiếp tục đi đến hồi kết là hai người đã đến được với nhau và sinh được hai người con. Họ cùng nhau nô đùa trong sân vườn rất vui vẻ hạnh phúc. Vậy là bộ phim tài nữ nhà ta trưởng thành rồi đã kết thúc ở đây, một cái kết viên mãn cho một cuộc tình trải qua bao nhiêu sóng gió. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nếu thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.